Đấy, xin chào tất cả các em thành viên của trang tài liệu thi viên chức giáo dục. Hôm nay thầy livestream để trao đổi với các em về các nội dung của kỳ thi viên chức giáo dục năm 2009 của các địa phương. Rất mong chúng ta vào lớp để chúng ta trao đổi với nhau với tinh thần chúng ta trao đổi các nội dung liên quan của kỳ thi, các văn bản pháp luật cho kỳ thi, cũng như chúng ta sẽ làm cái bộ đề liên quan với kỳ thi viên chức giáo dục năm 2019 mà thầy đã up lên vào tối nay cho các em. Thì rất mong xin mời chúng ta vào lớp để chúng ta trao đổi với nhau. Xin chào bạn Kiều Trang, Linh Như, Trương Ngọc, Diễm Huỳnh, Đỗ Hòa. Xin mời các bạn chúng ta vào ạ. Vâng, thì rất là vui. Đây là lần thứ 6 thầy livestream trên nhóm và rất là cảm ơn sự ủng hộ của các em trong thời gian vừa qua. Thầy rất là cảm ơn sự nỗ lực của các em, đặc biệt các em ở Quảng Ngãi, ở Gia Lai, ở Quảng Ninh đã thi và đạt kết quả tốt. Thầy hy vọng thời gian tới các bạn ở Ninh Bình, ở Lào Cai, ở Hà Nội, Tuyên Quang và các địa phương khác đã đăng ký học thầy mà chúng ta đều đạt kết quả tốt. Xin chào bạn Cao Thanh Tú, bạn Chu Vân Anh, bạn Nghiêm Luyến. Xin chào tất cả các bạn. Rất mong chúng ta trao đổi với nhau. Các em có câu hỏi cần đặt cho thầy, thầy sẵn sàng trả lời với cho các em liên quan tất cả nội dung về kỳ thi cũng như là các nội dung môn học phụ cho kỳ thi. Xin mời các em chào bạn Linh Như, bạn Nguyễn Hương, bạn Nguyễn Thị Kim Huệ, Đặng Hương, bạn Hồng Ngọc. Và cảm ơn bạn Cao Thanh Tú. Thầy rất khỏe. Cảm ơn em. Chào bạn Nguyễn Hương, bạn Su Su, bạn Phương Su Min, bạn Thùy Linh, bạn Trương Thị Thảo, bạn Hiền Vi, bạn Hải Hà, Thu Trang, Hồng Nhung, và Hiền Vi, bạn Phạm Thị Hữu, Cha Dinh Nguyễn. Xin mời các em. Các em vui lòng vào lớp và chúng ta trao đổi với nhau tinh thần mở nhất có thể. Các em đặt những câu hỏi cho thầy liên quan đến kỳ thi viên chức cũng như là các nội dung ôn tập của kỳ thi để chúng ta thi tốt hơn. Xin mời các em. Vâng, em ở Trà Vinh, Dâu Loan. Trà Vinh thì đã có thông báo tuyển dụng và giới hạn ôn thi cho em Dâu Loan. Nếu em có rồi thì em vui lòng gửi cho thầy các cái thông tin của thông báo tuyển dụng cũng như là đặc biệt là giới hạn ôn tập gửi cho thầy nhá, thầy sẽ hỗ trợ em. Vâng, chào bạn Cha Di Nguyễn, bạn Nguyễn Quỳnh, bạn Nara, bạn Hằng Đỗ. Vâng, cảm ơn bạn Hồng Nhung. Vâng, thực ra là đây Hồng Nhung buổi đầu là đây thầy livestream thôi và em đã được vào thành viên của nhóm của lớp, thì chúng ta sẽ học lớp riêng của thầy. Thì hôm nay thầy chia sẻ thông tin, chúng ta ngoài hàng tuần thì thầy sẽ livestream trên nhóm tài liệu thi viên chức giáo dục vào tối thứ tư hàng tuần, cụ thể vào lúc 20:30 định kỳ thứ tư hàng tuần. Thầy đã làm từ đầu tháng 7 đến giờ, đầu tháng 8, thầy xin lỗi, chính xác là đầu tháng 8 đến giờ với các em. Và ngoài ra thì thầy có hai nhóm lớp để học riêng, đó là ca buổi trưa, các trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ lúc 11:45 đến 13:30, và ca buổi tối từ lúc 21:20 đến 23 giờ các tối thứ ba, thứ sáu, chủ nhật. Nếu các em mong muốn đăng ký học thì thầy sẽ dành tặng cho các em cái khóa học cũng như là tài liệu gửi cho em với khóa học là 400k. Nếu các em có mong muốn khóa học thì học riêng các nhóm của thầy thì chúng ta gửi thông tin đăng ký. Cảm ơn các em. Cảm ơn bạn Nguyễn Kim Nguyệt, bạn Cubin, bạn Đặng Thủy, Thảo Lê, các bạn đã học học của thầy. Cảm ơn các em. Và bạn Susi ở Đắk Lắk, thầy mới thứ sáu tuần trước thầy mới Đắk Lắk xong, chiều thứ hai thầy mới bay về Hà Nội. Bạn Susi Phạm và thầy ở dạy ở chỗ cục thuế Đắk Lắk. Và cảm ơn bạn bạn Bông Cỏ May Gia Leo. Vâng, Hà Nội thì chắc là sang tháng 10 sẽ thi thôi, và chúng ta thấy thì Hà Nội là hơi chậm so với các địa phương khác. Và bạn Diệp Nguyễn ở Bình Định, ngành tiếng Anh tiểu học, ôn luật chú trọng, thì em đã có cái khung chưa? Bạn Diệp Nguyễn đã có khung chưa? Nếu có thì em gửi cho thầy nhá. Vâng, bạn Dâu Loan xin thầy trò thôi, đừng xưng con. Vâng, thì bạn Hiền Vi Tuyên Quang chưa có đề cương. Vâng, thì thầy trước là có bạn nào ở Tuyên Quang đã gửi cái một cái file giới một cái khung giới hạn, thì thầy xem lại không biết ở huyện của em không. Vâng, thì không biết là Hiền Vi ở huyện nào. Thầy thấy có một huyện ở Tuyên Quang mà bạn đã gửi cho thầy là có cái giới hạn ôn tập rồi. Vâng, thì cảm ơn các em. Chào bạn Vô Vị và Hằng Nga, Thanh Trần, Trang Yến. Vâng, Hằng Nga thầy thì không thấy nhưng mà em sẽ thấy thầy vì chúng ta livestream ở đây. Các em thấy hình ảnh của thầy, thầy thì lại chỉ được nhìn thấy avatar của các em thôi. Vâng, thầy sẽ gửi sớm cho em cái liên quan bạn Chu Văn Anh và cái đánh giá xếp loại cái nghị định 56, đúng không? Thì em nhắn lại email thì thầy sẽ gửi cho em nhá. Bạn Lạc Trôi, bạn Huyền Còi, bạn Huệ Nguyễn, Thu Hà và Thảo Lê.
bạn Nguyễn Thao, bạn Nguyễn Hạnh và chào các em, rất vui được gặp các em. À, bạn Xuân Phạm có danh mục rồi thì dài quá, thế làm thế nào có thể gửi vào tin nhắn Facebook của thầy nhé, có được không Xuân Phạm? Về dài thì cũng phải học thôi. Vâng, chào bạn Nhung Kim, Lê Kim Nhung, bạn Nguyễn Nhàn, bạn Lương Minh Đức. Vâng, chào các em, bạn Thủy Đoan. Cảm ơn các em đã tin tưởng thầy, thì thầy mong sẽ đồng hành với các em và hỗ trợ các em tối đa, dù công việc của thầy hiện tại rất là bận nhưng mà thầy sẽ hỗ trợ các em tối đa. Bình Định vẫn chưa có khung à? Vâng, thế thì nếu vậy thì thầy sẽ tạm gửi khung cho em, nhắn tin cho thầy nhé, và có thể mời em vào lớp học, lớp online của thầy để tham gia khóa học sớm để chúng ta học. Hà Nội thì chúng ta thấy là 8 quận huyện là xếp vòng 2, bạn Kiều Trang. Vâng, thi luật phỏng vấn thì thực ra nếu mà thông đó thì thầy thấy thì họ bảo là thi giả, đúng không ạ? Và họ sẽ có hướng dẫn cụ thể, còn chưa có thông báo chính thức cụ thể. Bạn Nguyễn Trang và bạn Khương Nguyễn, bạn Nguyễn Trang, bạn Phương Cúc và bạn Giang Ngô. Và thì bạn Suzy Phạm cứ gửi qua Facebook cho thầy nhá, chúng ta trao đổi và hỗ trợ cho nhau. Và các em có câu hỏi nào cũng đặt cho thầy, đúng không ạ? Thì đặc biệt cả liên quan các phần kiến thức, các nội dung của môn học, các cái văn bản pháp luật mà các em trao đổi. Và chào bạn Nguyễn Hương. Các em có câu hỏi gì, mong muốn thầy hỗ trợ gì thì các em trao đổi với thầy, thầy sẽ hỗ trợ các em. Và thầy nhắc luôn là buổi chiều tối nay thầy đã đưa lên một cái bộ đề chung cho mọi người cả hai file, là file ảnh để các em dùng điện thoại các em kiện theo dõi, cũng như là file PDF mà các em dùng máy tính, thì đó là hai file thầy đã up lên nhóm của chúng ta. Vâng, cảm ơn bạn Duyện Nghĩa. Vâng, thầy sẽ luôn đồng hành với các em. Vâng, chào bạn Giàng Thị Dinh. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta có câu hỏi gì cần hỏi. Giới hạn phòng 1 thì thầy cũng nghe nói đây, bảo thế là cuối tháng này có giới hạn đây, và chắc gì giới hạn là chúng ta thi khoảng 10-15 ngày là thi thôi. Và thì thế nghe nghe thầy nghe hóng như thế bạn Nguyễn Hương ạ. Và chúng ta biết Hà Nội làm gì cũng chậm, và thực sự là cái mọi cái phải chờ có văn bản có dấu đỏ, họ cứ mấy tí một không, rồi có một văn bản của thành phố hướng dẫn cho sở nội giao cho sở nội vụ để liên quan đến xét tuyển. Chúng ta bắt đầu biết thông tin là có 8 quận huyện là xét tuyển và 22 quận huyện thi tuyển, và rất là chậm, Hà Nội rất là chậm, và tôi thấy là chậm hơn các tỉnh khác như Quảng Ninh, tôi thấy là Ninh làm rất nhanh. Và bạn Nguyễn Loan, bạn bố của Trường Gia, Bùi Hồng Nhân, bạn Lê Huệ, xin mời các em, các em có câu hỏi gì đặt cho thầy hoặc là muốn trao đổi về phần kiến thức gì cứ trao đổi. Và thầy đặc biệt là thầy nhấn mạnh lại là liên quan đến cái đề thi thì thầy đã gửi cho các em rồi, và nói về thông tư 03 nên bạn Nana thì ở Linh Bình, về thông tư 33 thì Nana sẽ được cấp cái quyền vào lớp, thì trong đó thì thầy đã có bài giảng về thông tư 33 năm 19 em nhá. Cái lớp riêng thì em khi em mua tài liệu thì cấp thầy sẽ cấp quyền cho em vào cái lớp của thầy để em học miễn phí online nhá. Thì đấy là dành cho Linh Bình, vì không biết là các nơi khác thì có sử dụng thông tư 03 hay không. Đó thì bạn Nana như vậy nhá. Thì không biết em được cấp chưa, nếu chưa cấp thì chút nữa thầy sẽ cấp lại quyền cho em để chúng ta vào lớp em học các nội dung đó. Bạn Lê Ngọc hỏi là chỉ ra cách học luật nhanh thuộc nhất, thì nhanh thuộc nhất thì chúng ta em nên như là em phải in các cái tài liệu luật ra, văn bản luật, và chúng ta tích vào, mua cái bút bút vàng ấy, bút chỉ nhớ, và chúng ta tích vào các cái nội dung, các từ khóa. Từ khóa thì thầy cũng đưa lên lớp của chúng ta, và nhớ theo các nguyên tắc số, ví dụ quy tắc khóa, chúng ta nhớ được các nguyên tắc. Quy tắc người ta hỏi thường là có mấy nguyên tắc mấy quả, chúng ta liệt kê thống kê theo sơ đồ để chúng ta dễ nhớ. Và chúng ta nữa là để nhớ lâu thì chúng ta nên viết các nội dung đó vào, dán vào chỗ nơi mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất, chúng ta nhìn thấy nghe học bằng mắt ấy, nó rất là hiệu quả. Các em đừng học thuộc lòng thuộc vẻ. Học luật thì rất là khó, chúng ta tư duy theo một logic như này. Các em thấy một cái quyển luật chẳng hạn thì chúng ta đi từ luật, rồi trong luật thì chúng ta thấy là xuống là có các chương, đúng không ạ? Các chương, nhưng luật viên chức thế này nói là có 6 chương và 62 điều, chúng ta hệ thống đây nó có 6 chương 62 điều. Tiếp là chúng ta thấy là xuống chương nó sẽ có mục. Mục nghĩa là gì? Chúng ta thấy như chương 2 của luật viên chức là có hai mục. Mục 1 là quyền của viên chức, mục 2 là nghĩa vụ của viên chức. Trong mục thì nó có các điều, đúng không ạ? Dĩ nhiên không phải chương nào cũng có mục, có chương có mục và có chương có mục thì trường các chương mà nhiều nhiều điều thì họ sẽ chia thành các mục. Thì chúng ta thấy như ở chương 3 về tuyển dụng sử dụng viên chức thì chúng ta thấy là có 7 mục chẳng hạn. Đó, trong mỗi mục thì có các điều. Ở trong điều chúng ta thấy là có các cái khoản, khoản này sẽ có 1 2 3 4 ấy là khoản. Trong khoản này có các cái điểm, điểm đây chính là A B C D, từ người ta gọi là điểm. Thì chúng ta học theo logic từ luật này, đúng không ạ? Rồi đến chương, rồi đến mục, rồi đến điều, đến khoản và đến điểm, chúng ta dễ nhớ hơn nha. Chúng ta nhớ các từ khóa, đặc biệt chúng ta nhớ từ khóa đầu thôi, chúng ta đừng thuộc vẹt.
ta hiểu bản chất của nội dung. Ví dụ có mấy nguyên tắc quản lý viên chức này chúng ta nhớ trong đầu đấy, quy ước và thành công tức chúng ta nhớ là 2BTRU chẳng hạn đấy, chúng ta thấy nguyên tắc về tuyển dụng rồi nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp, hay nó có mấy quyền về tiền lương thì chúng ta nhớ là quyền là gắn giờ gắn chữ được, thì chúng ta nhớ là quyền là được, được là quyền, thì tiền lương có 3 quyền chẳng hạn, hay quyền về hoạt động nghề nghiệp là 7 chẳng hạn, chúng ta nhớ kiểu thế và có chữ được đấy. Họ là quyền về hoạt động kinh doanh nó bằng với họ trong hoạt động kinh doanh đấy đúng không ạ, thì chúng ta thấy là cũng có 3 thì nó bằng về quyền tiền lương đấy. Chúng ta thấy về quyền về nghỉ ngơi thì nó có 4 đấy, chúng ta quyền bao giờ gắn chữ được, thì là cách để chia sẻ như vậy với bạn Lê Ngọc được chưa. Vâng, chào bạn Hà Tuyết Nhung. Vâng, chào em bạn Thu Phương. Vâng, Bích Phương. Nhanh không thì chúng ta thấy là một là để hiệu quả thì chúng ta phải có người hướng dẫn, thì thầy sẽ hướng dẫn các em để học một tuần với trên trang tài liệu giáo dục này. Thầy thì có thời gian là vào buổi tối, nghĩa là 23:30 tối thứ tư hàng tuần thôi thầy lên được các em được lên trang này. Còn với phải có hai cái nhóm để học riêng, thì tùy điều kiện các em. Nếu em điều kiện đăng ký và mua bộ đề toàn bộ cả bộ đề cả cả lớp học thì nó có 400k khi em tham dự livestream buổi tối hôm nay và share cái buổi livestream này tới mọi người. Còn đặc biệt các em bạn nào có hoàn cảnh khó khăn thì nhắn tin riêng và trao đổi với thầy. Thầy có thể giảm giá hoặc là miễn phí toàn bộ khóa học cho các em, như tài liệu cho các em, trên quan điểm hỗ trợ để giúp các em xem học tốt, và chỉ mong các em hiểu được thiện ý của thầy và chúng ta học và thi đỗ. Thầy cũng không nặng nề liên quan đến đến về kinh phí quá đấy, chỉ mong các em hiểu được và chúng ta học học tập tốt thôi, thì thầy rất mong chia sẻ với các em thế. Còn điểm thì cái này thực ra cái này sẽ liên quan đến sở nội vụ, sẽ thông báo bạn Lê Huệ nhá. Thầy cũng rất tiếc là thầy cũng không công tác ở Quảng Ninh nên thầy không biết rõ cái thông tin này. Thì có thể ngày mai thầy sẽ nhờ người quen hỏi xem ở chỗ sở nội vụ Quảng Ninh, thì có thể sau đó thầy thông báo cho em không được không bạn Lê Huệ. Và hiện tại thì thầy cũng chưa có thông tin đó. Chào bạn Thanh Thanh, bạn Thu Hằng, Trịnh Hương và anh Nguyễn Bình Nguyễn. Vâng, chào bạn Đào Xuân Đông, Minh Phong, Trương Thị Hường. Và xin mời các bạn có câu hỏi gì trao đổi với thầy, thầy hỗ trợ liên quan đến kỳ thi hoặc là tài liệu ôn tập em các tỉnh địa phương khác mà chưa có khung giới hạn mà cần hỗ trợ về tài liệu, thì các em cứ gửi email thầy nhá, thầy hoặc là nhắn tin qua Facebook thầy sẽ gửi tài liệu cho các em. Đấy, các em tham gia học online của thầy thì tốt, còn không thì các em cứ xin tài liệu thầy sẽ gửi cho các em. Cũng như thầy nhắc lại là ngoài cái khoản kinh phí tham dự khóa học thì nếu trường hợp em nào khó khăn quá thì cứ nhắn tin cho thầy sẽ hỗ trợ và miễn phí cho các em đấy, chỉ mong các em sao học hành tốt thôi, không vấn đề gì cả các em nhé. Rồi vâng, em có câu hỏi gì nữa không, xin mời các em chúng ta trao đổi với nhau cũng rất là mở, gọi livestream để chia sẻ những cái gì hỗ trợ tốt nhất cho các em ở các địa phương. Chúng ta biết là sắp tới thầy thấy rất là nhiều thông báo tuyển dụng của các địa phương, nhầm sắp tới là Tuyên Quang tuyển dụng. Vâng, và xin mời các em. Vâng, em có câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng, thì chúng ta cứ mạnh dạn nhá. Có thể chúng ta ngại chưa ở đây thì có thể nhắn tin riêng cho thầy sẽ hỗ trợ cho các em. Vâng, thứ 31. Vâng, thì em nhắn tin cho thầy nhá, bạn Lê Thu Thảo. Vâng, có liên quan riêng do khác của mỗi địa phương thì các em nhắn tin cho thầy sẽ hỗ trợ nhá, được chưa? Vâng, thì đúng là hiện tại Hà Nội vẫn chưa không không phải hoang mang nữa em ạ. Thực ra là nói chúng ta biết là Hà Nội là những đặc thù riêng đấy, chúng ta thấy các lãnh đạo thì triển khai không biết là bận rộn gì, hơi chậm. Thật sự là với là người dạy các em, đặc biệt các bạn Hà Nội là từ tháng 4 đến giờ dạy các lớp trực tiếp rồi dạy online các em từ tháng 6 cuối tháng 6 giờ, thầy cũng sốt ruột thực sự là, nên có thông tin gì thầy cũng hay chia sẻ cho các em. Nhưng chúng ta thấy là lãnh đạo thì cái này mới chính xác thì cả phải có văn bản, nên thực sự là thầy rất hiểu, nhưng mà thôi thầy chỉ mong động viên các em như thế này, chúng ta nó là cuộc thi chúng ta cố gắng nhá, thì chắc chắn họ đã có cái thông báo từ tháng 3 rồi đúng không ạ, và vừa rồi có thông báo mới nhất là liên quan chúng ta thấy về xét tuyển cho 8 quận huyện, thì có nghĩa là 22 quận huyện còn lại sẽ thi, thì bọn em đừng hoang mang quá, chúng ta tập trung tốt cái tâm trí của mình cho kỳ thi. Và bạn Chim Mun ở vòng 2 kiến thức chung của Quảng Ninh hình thức thi như nào thì phải chưa kịp xem lại cái thông báo, thì sau nó để chắc để chút nữa thầy xem lại thông báo rồi thầy trao đổi lại bạn Chim Mun được không. Thì thầy thấy một số bạn Quảng Ninh là nhắn tin cho thầy là để hỗ trợ vòng 2 lúc nãy khoảng 10 phút trước khi là chim một bạn nào đó, thì thầy tí xem lại cái nội dung đó thì thầy trao đổi lại bạn Chim Mun được không ạ. Và bạn Minh Phong hỏi làm sao để học dễ thuộc môn kiến trúc chung, thì làm sao được thì chúng ta đấy, để học được thì chúng ta phải có các văn bản đấy, thầy nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải có văn bản đấy. Thứ hai là chúng ta phải có thời gian để học nó, chúng ta cố gắng thầy khuyên các em là nên học buổi đêm. À, nó tập trung rất là hiệu quả. Như bản thân thầy thì hay thầy hay đi ngủ trước 11 giờ,
ở 3:30 là thầy hay dậy làm việc, mà cái thời gian buổi sáng thì thầy thấy là khả năng tập trung và làm việc rất tốt, đúng không ạ? Buổi tối chúng ta thường các em có con nhỏ nên nó rất là khó tập trung, chúng ta nên học vào buổi đêm, và chúng ta cần có những giấy bút để viết ra các cái nội dung theo các nội dung của môn luật, của nghị định, của thông tư, và đặc biệt là các em có những cái bộ đề để thực hành. Thì các bộ đề thầy cũng đã chia sẻ với các em ở trên trang tài liệu thi viên chức từ tháng 6 đến giờ rồi. Còn các em muốn cần thêm thì nhắn email cho thầy, hoặc là muốn được học hỏi thêm, muốn được làm rõ hơn các mẹo cũng như là nhớ các keyword thì các em có thể tham gia học của thầy, cũng như là mua bộ đề. Đấy, thầy nhắc lại về cái kinh phí thì là như hôm nay các em tham gia livestream và chia sẻ livestream thì kinh phí của toàn bộ khóa học và bộ đề tài liệu là chỉ 400k. Còn trường hợp các em mà khó khăn quá thì nhắn tin cho thầy sẽ miễn phí cho các em. Đấy, thầy nhắc lại là thầy không khó khăn về cái kinh phí, chỉ mong các em hiểu được và học tốt để có nguồn tài liệu đúng thôi. Bạn là Minh Phong như thế thấy được chưa? Vâng, chào bạn Niegras, chào thầy. Bạn là Hoa Hải Đường, và thì bạn Minh Phong Hà Nội nên học sớm đi, nên tham dự nhá. Thì thầy nghĩ là chúng ta cái gì chúng ta phải cần đến sự chuẩn bị. Em tìm livestream của thầy không có là như thế nào? Livestream thì chúng ta thấy là livestream đây là trang tài liệu thi viên chức. Còn nếu em là thành viên của nhóm rồi thì chúng ta vào trong lớp nhá. Còn trường hợp chưa tìm được chúng ta thì nhắn tin cho thầy, bạn nên Thu Thảo nhá, được chưa? Và bạn Hăng Quách, bạn Thu Nguyễn, bạn Thoa Đào nói về thông tư 22 và 230 và 22 xe Di Nguyễn ở đâu ạ? Và chúng ta phải nói ở địa phương nào. Thực ra với Hà Nội thì thầy cũng rất mong chúng ta có giới hạn để học nó tập trung hơn, vì thầy sợ với cái thời gian ngắn này chắc tới chắc là chỉ 10 15 ngày thì chắc là số lượng văn bản nó cũng ít thôi. Còn như nào ca thì thời gian 1 tháng thì mới là nhiều hơn chủ văn bản. Và bạn Thu Hà là cho em hỏi vòng 1 thi luật, không phải luật trung học cơ sở khác với tiểu học. Chúng ta thấy là với gọi là đây gọi là điều lệ trung học, đúng không ạ? Điều lệ trung học thì trung học có trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, và nó sẽ khác với điều lệ trường học bạn Thu Hà. Và thì dĩ nhiên là mỗi cấp thì chúng ta là tiểu học thì sẽ học theo điều lệ trường tiểu học, còn trung học thì sẽ học theo điều lệ trung học bạn Thu Hà nhá, là khác nhau. Đấy không gọi là luật mà nó là điều lệ em nhá. Vâng. Chào bạn Yến Cherry, bạn Vàng Lan. Nga thì khất với ai, còn vật lý không thì ở đâu, ở Hà Nội hay là ở đâu ạ? Thầy thì chỉ quen ở Hà Nội là nhiều thôi, ở địa phương khác thì thầy không quen lắm. Thì em nói rõ ở đâu thì thầy hỗ trợ cho em. Vâng. Rồi bạn Lê Thu Thảo và thông tư 21, vâng, em cần gì cứ nhắn email thầy sẽ gửi lại cho em. Bây giờ bạn Mimi, và cảm ơn em. Và bạn Hoàng Minh Tài. Tóm tắt nghị định 29 và nghị định 1 thì ra cái bản IT này, thì ra nghị định 29 và 61 thì cái buổi livestream lần thứ 3 ở trên nhóm này thầy đã trao đổi về nghị định 29 và 161 rồi. Các em để xem lại các buổi livestream video của thầy ở trên trang tài liệu này thì các em vui lòng nháy cho thầy vào chữ video ở bên tay trái màn hình các em nhá. Các em dùng máy tính ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ, và các hình hình của thầy thì các em sẽ nháy ra và sẽ có cái bài về nói về nghị định 69 nghị định 29 và nghị định 161. Đấy, còn khi em đăng ký vào nhóm của thầy thì có bài giảng rất là chi tiết. Còn nếu em cần nữa thì bạn Niti nhắn riêng cho thầy sẽ gửi về bài giảng đó cho em, được chưa bạn Niti? Vâng, chào bạn Ni Gấu Gấu, bạn Nguyễn Hòa, bạn Trang Thanh, bạn Hồng Phúc. Vâng. Thu Hà vào lớp riêng thì thầy như đã cấp rồi chưa? Vâng, nếu chưa được cấp thì em nhắn lại cho thầy nhá. Và thì đấy, ngay vừa rồi thầy cũng bận, thầy chiều thứ hai từ Đắk Lắk bay Buôn Ma Thuột về, thì thứ ba thứ tư thầy đang làm một dự án đào tạo trực tuyến với tập đoàn Hương Việt, nên sắp tới cũng rất là bận thời gian, nên là mấy ngày là vừa rồi thầy cũng bận, nên là cũng xin lỗi các em, một số bạn thầy cũng chưa kịp trả lời, kịp nhắn tin với các em, thì mong các em thông cảm. Thầy sẽ dành thời gian nhiều hơn và buổi đêm thầy sẽ trả lời cho các em, có được không ạ? Vâng, chào bạn Nguyễn Thị Thủy, bông cải trắng, bạn Ngọc Anh, và bạn Đào Đỗ Huyền Trang, chào admin của tài liệu thi viên chức giáo dục, bạn Linh Phạm và bạn Nguyễn Thị Hậu. Vâng, xin vâng, cảm ơn các em. Nghị định 161 thì nói bạn Hà Nhiên vậy rồi. Nếu mà em nghe lại bài nghị 161 ở trên trang tài liệu giáo dục thì thầy cũng đã có chia sẻ buổi livestream thứ ba, thì em vui lòng nháy vào chữ video. Các em nhìn thấy hình của thầy em nháy vào là trong đó thầy ghi rất rõ. Còn trường hợp mà em muốn vào lớp riêng để nghe thêm chi tiết đó thì em cũng có thể gửi tin nhắn cho thầy. Nghe riêng bài giảng đó thì nhắn tin cho thầy nhá, bạn Hà Nhiên, được chưa? Vâng. Bạn Minh Đức, theo đổi thông tư 06 thì em thi ở địa phương nào ạ? Vâng. Thì chúng ta phải nói rõ hơn thì để xem nó nằm trong giới hạn để thi hay không, thì thầy sẽ hỗ trợ và trao đổi với em nhá. Vâng. Không có điều kiện và tài liệu được không sao cả, thầy nói rồi,
Em không điều kiện học thì có thể nhắn tin thầy gửi tài liệu, còn trường hợp em mong muốn học mà không có kinh phí thì cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ cấp quyền cho em học miễn phí, gửi đầy đủ tài liệu cho em. Ở đây chắc một số bạn cũng đã được hưởng chính sách đó thì đã biết rồi, thầy nói là làm thôi, hỗ trợ cho các em. Nên các em đừng băn khoăn nhá, đừng nặng nề về vấn học phí mà ngại đăng ký học. Thầy nói và hỗ trợ với các em. Thông tư 31 chưa giảng thì ra lại thầy hỏi lại bạn Thu Thảo, bạn thi ở đâu đúng không ạ, thì nói cho thầy biết. Nếu em thi ở nội thì ra thầy đang chờ cái nội dung giới hạn, bởi vì ta thầy về khối lượng về cái khung chương trình để đào tạo cho chương trình Hà Nội là khá nhiều rồi, thầy sợ mà nó không vào thì học nó rất là lãng phí. Và bạn Khánh Huyền, bạn là Hàng Thị Bầu, bạn là Mai Dung được chưa, thì chúng ta phải có một cái lượng đủ lớn. Nhưng một cá nhân thì bạn Lê Thu Thảo thì thầy vẫn chẳng hỗ trợ thôi, có thể gửi riêng cho thầy, thầy sẽ gửi cho em nhá. Đó thì đây nó phải thi của một cái địa phương nào đó, thì cả giống như Linh Bình thi về thông tư 03 chẳng hạn, hay Lào Cai là nghị định 56 chẳng hạn, thì thầy sẽ chia sẻ đối tượng nó rộng hơn trong cái buổi live stream này được chưa. Và nó phải theo cái giới hạn thì chúng ta học đỡ mất thời gian. Ở Đắk Lắk, vào Đắk Lắk thì hôm trước các em hay là bạn nào cũng gửi giới hạn cho thầy, nhưng thực ra thầy rất là bận, thầy chưa kịp, thì thầy muốn biên soạn thì thầy sẽ trao đổi kỹ với các em được không. Vâng, thì nó cái gì nó phải có sự đầu tư. Nên Thu Thảo nhá. Vâng, thì vào này có giới hạn rồi, thì không biết là có phải là em không, thì có gì gửi lại cho thầy được không. Vâng, thì ở đây bạn Lương Minh Đức là trao đổi về thông tư 06. Ở đây các bạn đông, các bạn Lào Cai không, và các bạn có mong muốn trao đổi về thông tư 06 không, thì thầy sẽ trao đổi với các em, thì lại không ngại gì cả, chúng ta trao đổi với nhau. Vâng, xin mời các em. Vâng, xin mời ạ. Các em phản hồi có đồng ý chúng ta như theo bạn Minh Đức, để bạn trao đổi về thông tư 06. Vâng. Xin mời mọi người, chúng ta phản hồi với cái lượng đủ lớn đúng không ạ? Vâng. Bạn Thanh Tuyền nói là học bao nhiêu thì thầy nói là nếu giá gốc của cái học phí của thầy thì ra là 900k, nghe cho toàn bộ học học đến khi các em thi thì thôi. Đúng rồi, nhưng mà hôm nay thầy có chính sách ưu đãi cho các em, nếu các em tham dự live stream và chia sẻ cái live stream này tới mọi người thì thầy sẽ ưu đãi cho các em là 400k, nghe tham gia lớp và nhận toàn bộ tài liệu. Bạn Phạm Thanh Tuyền nhá. Đó. Vâng, bạn Bùi Hà nói bao giờ Hà Nội thi thì thầy nói tại chỉ nghe hóng thôi đúng không ạ, thì chắc là thế, bảo là tháng 10 là thi đấy, thì cũng nghe vì trong cái văn bản vừa rồi nó xem là hoàn thành giao bên Ủy ban Phụ Nội giao cho Sở Giáo dục ấy, nó thấy là Sở Giáo dục là vụ là hoàn thành kỳ thi trong tháng 11. Đấy. Vâng, thông tư 06. Vâng, các bạn và Mít Ướt Lào Cai, các bạn khác thì ạ, được nghe chữa đề đấy, Nguyễn Hậu thì lại được nghe chữa đề. Vâng, rất nhiều bạn thông tư 06. Vâng, các bạn khác thì sao? Vâng, trao đổi thông tư 06. Và còn bạn nào nữa không ạ, thì chúng ta trao đổi với thầy sẽ trao đổi với các em nhá, về thông tư 06. Ai nữa không ạ, và các bạn có mong muốn gì nữa không thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Mời các em ạ. Và xin mời ạ. Các bạn còn bạn nào nữa không ạ? Thầy muốn có một cái đủ lớn để thầy trao đổi với các em. Vâng, nào ca đông quá. Bạn Phan Anh Tuyên mà có đoán được đề Hà Nội không thì thầy cũng nói ở đây là đoán, mà thầy sẽ xây dựng cái bộ đề theo cái khung giới hạn ôn tập nhá, thầy không phải thầy bói, thầy trao đổi, thầy có kiến thức về pháp luật thì thầy trao đổi với các em. Và vừa rồi như Quảng Ninh thi thì các bạn đều thi đạt kết quả tốt cả đấy, thì theo khung bộ đề của thầy, các bạn trêu đều trúng tủ, nên thầy không nói là đoán, thầy không phải là thầy bói mà thầy là thầy giáo, và chúng ta như thế. Tuy nhiên thầy sẽ biên soạn nó kỹ nhất, chi tiết nhất liên quan đến khung giới hạn. Bạn Phạm Thanh Tuyền nhá. Vâng, bạn Dung Mít thì là nghe chữ đề. Vâng, các tỉnh khác thì hết. Vâng, Hà Nội thì bao giờ cũng vậy. Vâng, 06. Vâng, rất nhiều người 06. Vâng, có rồi bạn Nana nhá, có cái nghị định 29 rồi. Còn bạn Bông Cải Trắng là liệu có thi nghị định 161 với 29 hay không thì hiện tại thầy không dám trả lời, thì chúng ta biết rồi là nó cũng chưa có văn bản chính thức nên là chúng ta cũng không thể kết luận được. Chúng ta khi đều phải có văn bản. Các em mong mong là như thế nhá, thầy rất muốn là nó có sách mách và chứng. Ý các em là thầy nói lại, vì thầy cũng nhắc lại đây, chúng ta các em muốn nói về cái thông tư 06 219 đúng không ạ?
Lào Cai đúng không? Dạ vâng. Thì các em chờ chút thì thầy sẽ trao đổi. Em đồng ý ta trao đổi cái bộ của Lào Cai không? Vâng, thì vì đây có nhiều thành phần các bạn ở khắp nơi, đúng không ạ? Chúng ta thấy thì thầy sẵn sàng hỗ trợ thôi. Mọi người có ý kiến gì không liên quan đến quy định của thông tư 06 và các bạn ở Lào Cai? Bà xin mời ạ. Vâng, xin mời ạ. Chưa được nghe. Nghe thì bạn Hằng Nga chưa được nghe thì ra thầy nói nếu mà trên trang tài liệu nghị định 29 và nghị định số 1 thì thầy đã giảng rồi ở buổi thứ ba, thì em vui lòng nhấn vào chữ video là sẽ có thôi nhá. Còn nếu em tham gia vào nhóm của thầy thì cũng có cái bài giảng rất là cụ thể về nghị định 29 em nhá. Vâng, bây giờ các bạn đã yêu cầu liên quan thông tư 26 thông tư 606 2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo đúng không ạ? Về quy định quy tắc ứng xử ở trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đúng không ạ? Thì thầy sẽ trao đổi với các em được chưa ạ? Xin mời các bạn Lào Cai sẵn sàng chưa ạ? Và đáp ứng nhu cầu của các em thì chúng ta thấy rất là rõ với cái thông tư này, thì chúng ta biết là thông tư 06 của Bộ Giáo dục Tạo quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, thì chúng ta thấy văn bản này, cái thông tư 06 ban hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, chúng ta thấy là rất là mới thôi đúng không ạ? Chúng ta thấy là như vậy. Thì với cái thông tư này chúng ta thấy là có tất cả là 14 điều thôi đúng không ạ? Đấy, và nó bắt được có hiệu lực là vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 các em nhá. Thì thầy sẽ trao đổi chi tiết với các em, đặc biệt các bạn Lào Cai liên quan đến thông tư 06. Thì chúng ta nhớ cho thầy, thầy nhắc lại là thông tư 06 là ban hành ngày 12 tháng 4 2019 được chưa? Và chúng ta thấy có hiệu lực thi hành vào 28 tháng 5 2019, và chúng ta thấy ở đây nó có 3 chương và 14 điều em nhá, 3 chương và 14 điều. Em ghi rõ chưa? Vâng. Chúng ta nhớ là như vậy nhá. Và các cái câu hỏi người ta thường đặt ra như sau, chúng ta thấy ở đây ở chương 1 về quy định chung thì người ta hỏi là gì? Đâu là phạm vi điều chỉnh của thông tư 06, thì các em nhớ bôi cho thầy đó là ở đây quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Đấy, cơ sở giáo dục phổ thông đây chính là dành cho tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đấy. Và cơ sở giáo dục thường xuyên, chúng ta nhớ họ quy định đây, nhấn mạnh ở đây quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, đó là phạm vi điều chỉnh. Tiếp theo họ hỏi là gì ạ? Về cái phạm, về đối tượng áp dụng của thông tư 06, chúng ta nhớ là đây em bôi vào cho thầy là gì? Áp dụng đối với cán bộ quản lý đúng không ạ? Rồi giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ, người học trong các cơ sở giáo dục, ở đây gồm nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non đúng không ạ? Ta gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non. Rồi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật, thì gọi chung này chúng ta thấy là đó là các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên cũng như các tổ chức cá nhân có liên quan. Đó thì chúng ta nắm được cái phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng thông tư 06 em nhá. Và đấy, bạn ta thì nói là trao đổi phần chung và quan trọng nhất theo thầy cho tất cả các tỉnh thành phố. Thì trước đây các cái phần livestream trước thì thầy đã trao đổi với các em về luật giáo dục và luật viên chức rất là chi tiết, cũng đã trao đổi về nghị định 29, nghị định 161. Thì đây các bạn thầy biết là các em có một số bạn cũ và bạn mới, nên các em mong muốn thì chúng ta vào cái phần thầy nháy lại, thầy nhắc lại ở trên trang tài liệu thì có phần chữ video ấy, thì các em nháy vào đó thì đa số các video của nhất nhiều thành viên mà của thầy là nhiều nhất. Các hình trên thầy chúng ta thì chúng ta thấy đã chia sẻ lên rất là nhiều video bài giảng, từ thậm chí là từ nhóm của thầy thầy đưa lên, thì mọi người có thể vào đó nghe lại, mà chỗ nào chưa rõ thì nhắn tin cho thầy được không ạ? Và đây một số bạn đang yêu cầu thầy trao đổi với thông tư 06 2019. Ở đấy là điều 1. Ở điều 2 thì các em thấy là liên quan đến mục đích của xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, thì người ta hỏi là điều 2 có mấy khoản, thì chúng ta nhớ hay là có mấy mục đích, thì chúng ta đều trả lời đáp án là số 2 các em nhá. Và chúng ta nhớ ở đây cái mục đích ở đây là gì? Đầu tiên nó là điều chỉnh cái ứng xử của thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục, ngăn ngừa xử lý kịp thời hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục,
Cái mục đích thứ hai đó là xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Chúng ta thấy thời gian vừa qua tình trạng bạo lực học đường là xảy ra rất là nhiều, thường xuyên ở các cấp học, ngành học. Từ tình trạng bảo mẫu chúng ta thấy là đánh các con đúng không, rồi các cô giáo ở phổ thông chúng ta thấy là cho các em là gì uống nước rẻ bạc, rồi rất là nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra trong thời gian vừa qua về với các bạn trẻ, các bạn gái đánh nhau giật đồ. Chúng ta thấy tình trạng bạo lực học đường rất là trong thời gian qua rất là nổi cộm, chúng ta thấy nhiều xảy ra rất nhiều. Và chúng ta thấy thì cái thông tư này ban hành ra, chúng ta thấy với mục đích là như vậy, gọi là giúp phần ngăn chặn hạn chế cái tình trạng bạo lực học đường. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba, ta nói về nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, thì câu hỏi đầu tiên họ hỏi là có mấy nguyên tắc đúng không ạ, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, thì các em nhớ cho thầy là số 5 em nhé, 5 nguyên tắc được chưa ạ? Thì chúng ta nhớ là như vậy. Nguyên tắc ở đây là với nguyên tắc để nhớ 5 này, chúng ta nhớ là nguyên tắc 2T BGV được chưa? Đấy, thì chúng ta nhớ 2T đây chính là tuân thủ các quy định pháp luật phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. Cái T thứ hai chính là thể hiện được các giá trị cốt lõi như nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của các thành viên trong các cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và với chính mình. Còn B ở đây chính là bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Và D ở đây chính là dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền. Và V chính là việc xây dựng sửa đổi bổ sung nội dung của bộ quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số thành viên trong cơ sở giáo dục. Chúng ta nhớ cho thầy là gì, 5 nguyên tắc để xây dựng bộ quy tắc ứng xử qua quy ước là gì, 2T BGV em nhá. Đấy là chúng ta xong cái chương 1. Và người ta hỏi là chương 1 có bao nhiêu điều, thì chúng ta nhớ là có 3 điều được chưa? Dạ vâng, chúng ta rõ chưa? Vâng, chào bạn Đỗ Linh, bạn Phan Thanh Hiền, bạn Quỳnh Dương, bạn Nguyễn Hà. Chúng ta thấy đi tiếp ở chương 2 liên quan đến nội quy quy tắc ứng xử, thì chúng ta thấy là ở đây họ quy định, người ta hỏi là điều 4 có bao nhiêu khoản, thì chúng ta nhớ điều 4 có đáp án là 9 khoản. Và quy định về quy tắc ứng xử chung, thì chúng ta thấy ở đây các nguyên tắc quy tắc ứng xử đầu tiên là thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật về quyền nghĩa vụ công dân của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. Thứ hai là thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Thứ ba là bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục, xây dựng cơ sở giáo dục an toàn, thân thiện, xanh sạch đẹp. Thứ bốn là gì, cán bộ quản lý giáo viên phải dùng trang phục lịch sự phù hợp với môi trường hoạt động giáo dục, nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc, người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi hoạt động giáo dục, cha mẹ người học và khách đến trường phải dùng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục. Thứ năm là gì, không sử dụng trang phục gây phản cảm, chúng ta thấy mặc là quá hở hang đúng không, chúng ta thấy. Rồi thứ sáu là không hút thuốc, rồi không sử dụng đồ cồ, uống có cồn chính là rượu bia đấy, rồi các chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. Không tham gia tệ nạn xã hội chính là cờ bạc, trai gái, tệ nạn xã hội mại dâm, chúng ta thấy. Thứ bảy là không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thẩm thuần phong mỹ tục, trái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gây làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. Đặc biệt cái này các em lưu ý nhá, chúng ta không phát tán các thông tin độc hại, các thông tin trên mạng xã hội để tuyên truyền, bình luận thông tin mà trái với thuần phong mỹ tục đúng không ạ. Chúng ta không dùng các ngôn ngữ mà sao không có văn hóa đúng không, văng tục, chửi bậy đấy, dùng tiếng Đan Mạch đờ mờ đấy, được chưa? Và trao đổi bạn Ngân Hương, thì các bạn nào cai đang mong muốn thầy trao đổi về thông tư 06/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì thầy đang trao đổi với các bạn điều số 4 em nhá. Và thì chúng ta nắm được cái điều này, cái nội dung thứ 7 rất là quan trọng. Nội dung thứ 8 là không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực người khác. Và thứ 9 là không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân và người khác, uy tín của tập thể. Thì chúng ta nhớ 9 cái nội dung về quy tắc ứng xử chung được chưa? Đó là điều 4. Ở điều 5 người ta hỏi có mấy khoản, thì chúng ta nhớ là có 4 khoản. Và nói về cách ứng xử của cán bộ quản lý giáo dục, chúng ta thấy là có 4 nội dung về ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Thứ nhất là ứng xử với người học là ngôn ngữ phải chuẩn mực, dễ hiểu, phải yêu thương, trách nhiệm, bao dung, tôn trọng sự khác biệt, đối xử bình đẳng, lắng nghe, động viên, khích lệ người học, không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành. Chúng ta thấy là
với cán bộ quản lý, ta thấy từ hiệu trưởng rồi phó hiệu trưởng rồi các thầy cô tổ trưởng bộ môn, ta thấy đúng không ạ? Thứ hai là ứng xử với giáo viên nhân viên, ngôn ngữ phải chuẩn mực, tôn trọng khích lệ động viên, nghiêm túc gương mẫu đồng hành trong công việc, bảo vệ uy tín danh dự nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên, đoàn kết dân chủ công bằng minh bạch, không hách dịch gây khó khăn xúc phạm định kiến thiên vị vụ lợi, né tránh trách nhiệm che giấu vi phạm bổ lỗi. Thứ ba là nếu ứng xử với cha mẹ người học, chúng ta thấy là ngôn ngữ phải chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ thân thiện, không xúc phạm gây khó khăn phiền hà vụ lợi. Và thứ tư là ứng xử với khách khi đến cơ sở giáo dục, chúng ta thấy là ngôn ngữ yêu cầu là chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực, không xúc phạm gây khó khăn phiền hà. Đấy là chúng ta thấy các cái nội dung liên quan đến điều 5 về ứng xử cán bộ quản lý giáo dục ở những người đứng đầu cơ quan ở cả nhà trường đơn vị sự nghiệp công lập. Và xin chào bạn Nguyễn Hoa, bạn Ngọc Phạm, bạn Lục Thanh Huyền, bạn Mai Mai, bạn Bùi Văn Chính, bạn Hải Yến, bạn Phú Quý. Thì thầy đang trao đổi với các em ở điều 5 về ứng xử cán bộ và quản lý cơ sở giáo dục. Ở điều thứ 6 liên quan ứng xử của giáo viên, chúng ta phải lưu ý với bản thân các em. Do thấy nội dung này nó thấy có 5 khoản, chúng ta nhớ hỏi điều 6 mấy khoản, chúng ta nhớ là có 5 khoản. Đầu tiên, ứng xử giáo viên với người học, chúng ta nhớ là ngôn ngữ cũng chuẩn mực, ta thấy có từ ngôn ngữ chuẩn mực là thường xuyên, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh, mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng sự khác biệt, đối xử bình đẳng, tư vấn, lắng nghe, động viên, khích lệ người học, tích cực phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi, không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại, không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu hành vi vi phạm người học. Thứ hai là chúng ta ứng xử với cán bộ quản lý thì ngôn ngữ tôn trọng lãnh đạo, đúng không ạ? Trung thực cầu thị, rồi tham mưu tích cực thể hiện chính kiến, phục tùng sự chỉ đạo điều hành phân công của lãnh đạo theo quy định, không xúc phạm gây mất đoàn kết, không thờ ơ né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý. Với nội dung thứ ba là ứng xử với đồng nghiệp nhân viên, chúng ta nhớ là ngôn ngữ phải đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ hỗ trợ, tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ uy tín danh dự nhân phẩm của đồng nghiệp nhân viên, không xúc phạm vô cảm gây mất đoàn kết. Nội dung thứ bốn là ứng xử với cha mẹ người học, chúng ta nhớ dùng ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, không xúc phạm áp đặt vụ lợi. Và nội dung thứ năm là ứng xử với khách đến với cơ sở giáo dục thì chúng ta thấy là ngôn ngữ phải đúng mực, tôn trọng, không xúc phạm gây khó khăn phiền hà. Đấy là năm nội dung của điều 6 về ứng xử của giáo viên. Các em đã rõ chưa? Vâng, chào các bạn đã tham gia. Thầy trao đổi tiếp ở điều thứ bảy là ứng xử của nhân viên. Nhân viên của nhà trường chúng ta biết như nhân viên ở thư viện đấy, kế toán, chúng ta thấy là như vậy thì gọi là nhân viên, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là với có điều 7 là có 4 nội dung quy định với ứng xử người học thì ngôn ngữ phải chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ, không gây phiền hà, đúng không ạ? Xúc phạm. Ứng xử với cán bộ quản lý giáo viên thì ngôn ngữ phải đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác, chân thành, đúng không ạ? Và chấp hành các nhiệm vụ được giao, không né tránh trách nhiệm, xúc phạm gây mất đoàn kết vụ lợi. Thứ ba là ứng xử với đồng nghiệp thì ngôn ngữ phải đúng mực, hợp tác, thân thiện, không xúc phạm gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm. Thứ tư là ứng xử với cha mẹ người học và khách đến cơ sở giáo dục thì ngôn ngữ phải đúng mực, tôn trọng, không xúc phạm gây phiền hà. Đó là bốn nội dung và điều 7 về ứng xử của nhân viên. Em đã rõ chưa? Vâng. Chào bạn Ngọc Huyền, Thúy Phương, bạn Thanh Hương, Nguyễn Hà Anh, bạn Phạm Thương, bạn Nguyễn Hoa, bạn Ngọc Phạm, bạn Lục Thanh Huyền, bạn Mai Mai, Bùi Chính. Vâng, chào chị Thanh Hương. Thì chúng ta thấy là ở đây, đấy là bốn khoản của điều 7. Ở điều 8 thì chúng ta thấy là liên quan đến ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thì chúng ta thấy cũng có bốn khoản. Thì nó quy định rất là rõ về ứng xử cán bộ với quản lý giáo viên nhân viên, chúng ta nhớ là kính trọng lễ phép đó, đúng không ạ? Trung thực chia sẻ chấp hành yêu cầu quy định, không bịa đặt thông tin, không xúc phạm tinh thần danh dự nhân phẩm bạo lực. Và nội dung thứ hai của ứng xử người học, chúng ta nhớ là ứng xử với người học khác thì ngôn ngữ phải đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ, tôn trọng sự khác biệt, rồi không nói tục chửi bậy miệt thị xúc phạm gây mất đoàn kết, không bịa đặt lôi kéo, không phát tán thông tin nói xấu làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm. Và nội dung thứ ba là ứng xử cha mẹ người thân, chúng ta nhớ phải kính trọng lễ phép, trung thực yêu thương. Đấy. Và thứ tư là ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục là tôn trọng lễ phép. Đây là bốn nội dung của điều 8 về ứng xử người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thì các em đã nắm rõ được chưa? Và chúng ta đi tiếp ở cái điều số 9 là ứng xử của cha mẹ người học. Chúng ta nhớ có hai khoản. Thì nó ứng xử người học là ngôn ngữ phải đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương, không xúc phạm bạo lực. Và nội dung thứ hai là ứng xử với cán bộ quản lý giáo viên nhân viên là phải tôn trọng trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ, không bịa đặt thông tin, không xúc phạm tinh thần danh dự nhân phẩm. Ở điều 10 về ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục thì cũng có hai khoản. Đầu tiên là ứng xử khách
với người học. Chúng ta thấy ngôn ngữ phải đúng mực, tôn trọng, thân thiện, không xúc phạm, bạo lực. Và nữa là nội dung về ứng xử đối với cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, thì ứng xử của khách phải sao đúng mực, tôn trọng, không bịa đặt thông tin, xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm. Thì chúng ta thấy thầy đã trao đổi với các em các nội dung của chương 2, đúng không ạ? Chúng ta thấy là về nội quy quy tắc ứng xử nó từ điều 4 đến điều 10. Như vậy chúng ta có 7 điều. Họ hỏi là chương 2 có mấy điều, thì chúng ta nhớ cho thầy là 7 điều, từ điều 4 đến điều 10. Và để ra đáp án chuẩn của điều thì thầy đã nhắc em lấy điều cuối trừ điều đầu cộng 1, chúng ta lấy 10 trừ 4 bằng 6 cộng 1 là sẽ ra đáp án chuẩn. Chúng ta đi vào chương 3 là chương tổ chức thực hiện. Thì chúng ta thấy ở điều 11 người nói về trách nhiệm của đơn vị thuộc bộ, thì chúng ta thấy người ta quy định ở đây cụ thể là vụ giáo dục chính trị của các sinh viên sẽ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan sẽ hướng dẫn kiểm tra thực hiện cái quy định thông tư này. Đấy là điều 11. Ở điều 12 là nêu trách nhiệm của sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục. Chúng thấy họ có hai trách nhiệm rất rõ, là chỉ đạo cơ sở giáo dục thẩm quyền phạm vi quản lý triển khai thực hiện quy định này, và hai là tổ chức kiểm tra giám sát xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Ở điều 14 thì chúng ta thấy là cái trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, thì đây chúng ta thấy rất là rõ là của chúng ta thấy của thủ trưởng cơ quan, đúng không ạ, cũng như rồi công khai các quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên các trang điện tử, rồi cũng như tổ chức thực hiện đánh giá bổ sung hoàn thiện tổng kết để thực hiện quy tắc ứng xử. Và thứ 4 là thực hiện công tác khen thưởng kỷ luật với cá nhân tập thể trong triển khai quy tắc ứng xử. Và điều 14 là điều khoản thi hành. Chúng ta biết rồi, thông tư này có hiệu lực là vào ngày 28 tháng 5 2019, đúng không ạ? Thì thầy đã trao đổi qua với các em về thông tư 06/2019 với 3 chương và 14 điều. Để chúng ta nhớ có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, thì chúng ta nhớ là con số là 143, đúng không ạ? Nghĩa là 14 điều và 3 chương. Thì các bạn ở Lào Cai thầy trao đổi những nội dung như thế đã được chưa ạ? Vâng, bạn Ngọc Huyền hỏi thầy là thầy đang trao đổi về phần nào, thì ta thầy nhắc lại là thầy đang trao đổi về cái thông tư 06/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thì thông tư này ban hành ngày 12 tháng 4 2019 và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 5 2019. Và tôi thấy là cái thông tư 06 này thì có 3 chương và 14 điều. Thì các bạn nào cai như vậy được chưa ạ? Vâng, thầy đã trao đổi xong rồi. Thì bây giờ các em muốn làm đề theo đề thầy đã gửi hay là muốn có câu hỏi trao đổi gì không? À, thầy hỗ trợ thêm gì không các em, thì rất mong chúng ta phản hồi cho thầy. Xin mời các em, rất mong được nhận ý kiến của các em. Và xin mời ạ. Thì các em đã tải về cái bài giảng mà thầy đã gửi cho các em chưa? À quên, thầy xin lỗi là cái bộ đề tối nay thầy đã up lên. Thầy up cả cái file ảnh để các em có điện thoại thì chúng ta xem tiện xem, với file PDF để giúp các em dùng máy tính chúng ta tải về dễ dàng hơn. Thì xin mời các em phản hồi giúp thầy. Vâng, cảm ơn bạn Lương Minh Đức. Được chưa? Xin mời các bạn. Rất mong em có câu hỏi gì không, hay là chúng ta quay lại làm cái bộ đề mà thầy đã up lên cho các em vào tối nay. Rất mong các em phản hồi cho thầy. Và bạn Vô Vị và làm đề. Và thấy các bạn đã mở hết đề ra chưa? Xin mời các em, thầy rất mong nhận được cái phản hồi của các em. Và làm đề thì chúng ta, vâng, thầy đã gửi rồi. Thầy gửi lên fanpage này nhá. Thầy nhắc lại vào tối nay khoảng 7 rưỡi. Thầy đã up lên cả file ảnh dành cho các bạn dùng điện thoại, và file PDF ở trên gì để các bạn dùng máy tính để thuận lợi. Thì các em, nếu các em nháy vào chữ thầy Đoàn dạy luật, cái tab nó sẽ ra thôi, hoặc nháy vào chữ file ở bên trái màn hình thì chúng ta thấy các cái văn bản, các tài liệu bộ đề thầy đã gửi lên. Và bạn Phương Lê hỏi là câu hỏi thì em làm ơn nhắn cho thầy luôn được chưa? Và Hoàng Yến, và em muốn luyện đề, không biết em đã tham gia vào lớp học của thầy chưa. Ở buổi học này thì thầy chỉ trao đổi chung thôi vì thời gian chúng ta không có nhiều. Nếu em mong muốn luyện đề cụ thể thì em có thể là mua bộ đề hoặc là đăng ký vào khóa học, thầy sẽ hỗ trợ em sâu hơn, bạn Hoàng Hải Yến nhá. Vâng, thì bạn Phương Lê có câu hỏi chi tiết gì thì xin mời trao đổi với thầy. Vâng, và bạn Mai Hương, thầy đã gửi đề rồi. Và Giang Thị Dinh, Hoàng Hải Yến, vâng, làm đề nhá. Và xin mời các bạn, thì rất mong chúng ta có 60 câu, thời gian thì không có nhiều, chúng ta sẽ làm hoàn thành cái bộ đề 60 câu em nhá. Thì thầy sẽ đọc luôn được không ạ? Ở câu hỏi 1 là điểm khác biệt giữa luật giáo dục 2005 với luật giáo dục sửa đổi bổ sung 2009 trong phổ cập giáo dục là gì? A. Luật giáo dục 2005 quy định về giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. B. Luật giáo dục 2005 quy định phổ cập giáo dục mầm non là cho trẻ 5 tuổi. C. Luật giáo dục 2009 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. D. Luật giáo dục 2005 quy định giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Còn luật giáo dục 2009 thì quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Để xin mời các em làm câu hỏi thứ nhất ạ. Và xin mời các em. Đấy, trường hợp mà các em chưa kịp tải đề thì hoàn toàn các em nghe câu hỏi thầy đọc thì chúng ta cũng nắm bắt được thôi, cũng không khó khăn gì cả, đúng không ạ? Chúng ta thấy là như vậy. Xin mời các em. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, bạn Ma Lưu Sứ là D, Nước Minh Đức là 1D. Đấy, chúng ta làm như bạn Nước Minh Đức, chúng ta ghi là 1D, 2D nhá. Như thế nó dễ. Và thầy nhắc lại là các em cố gắng làm đến 60 câu, thầy sẽ có phần thưởng là những thẻ Viettel dành cho các em nhá. 20k, 50k dành cho các bạn mà có những câu trả lời đúng nhá. Xin mời các em. Thì sau đó thì sau khi làm xong, các em sẽ gửi kết quả cho thầy và thầy đối soát lại kết quả. Rồi sau đó thầy sẽ gửi các phần thưởng cho các em dành cho những bạn mà chúng ta làm bài tốt đạt kết quả cao nhất, được chưa? Thì các buổi trước thì các bạn đã nhận giải thưởng từ thầy rồi, thì rất mong các em làm những giải thưởng nhận có thể nhỏ thôi, những thẻ Viettel 50, 20k của thầy, được chưa? Rồi cảm ơn các em. Thì quay lại các cái câu đáp án các em đưa ra. Đấy, các bạn đa số như Nguyễn Hà Bông Cải Trắng vô vị, các bạn chọn là D nhá. Rất mong các đúng hay không bạn Hà để thầy giải thích sau nhá. Chúng ta nên để làm, chúng ta không nên hỏi câu như thế, được chưa? Chúng ta cùng làm, mà các bạn ở đây là cuộc thi, được chưa? Chúng ta xem đạt bao nhiêu câu, được chưa? Và các bạn đa số đưa ra là 1D. Đấy, các em ghi rõ là 1D và câu sau cũng vậy nhá, các em ghi rõ cho thầy 1D, 2D gì nó rõ, chúng ta đừng ghi mỗi chữ D hay là B không, được chưa? Thì chúng ta xem căn cứ vào luật thì chúng ta thấy rất là rõ với luật giáo dục 2009, chúng ta xem ở khoản 1 điều 11 đấy, chúng ta thấy là nó nói là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Đấy, thì chúng ta thấy đáp án chính xác ở câu này chắc chắn là phải là D rồi các em nhé. Còn giáo dục 2005 thì người ta chỉ nói giáo dục tiểu học và giáo dục cơ sở là cấp học phổ thông thôi, phổ cập thôi, đúng không ạ? Còn 2009 thì nó quy định là phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Chúng ta một đáp án là D các em nhé, chúc mừng các em. Câu hỏi số 2 là luật giáo dục 2005 gồm mấy chương và bao nhiêu điều? A. 8 chương 119 điều, B. 9 chương 120 điều, C. 10 chương 121 điều, D. 11 chương và 122 điều. Thầy xin mời các em. Xin mời các em làm câu 2 ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi trước. Chúng ta làm tiếp câu hỏi 2. Bạn Chu Văn Anh là 2B, Bông Cải Trắng là 2B. Xin mời các bạn ạ. Vâng, Kim Minh Nguyễn là 2B. Xin mời các bạn khác ạ. Chúng ta chỉ có 1 phút thôi nhá. Chúng ta tập làm như đi thi, chúng ta chỉ có 1 phút thôi. Bây giờ đã 30 giây rồi. Được chưa? Vì bài là thầy đã gửi trước cho các em rồi. Đấy, nên là đi thi nó còn ngày nó còn quá tiện so với đi thi. Chúng ta thấy là đi thi nó không được nhìn đề trước. Đây chúng ta đã biết đề trước. Vâng, thì thầy nhiều bạn trả lời nên thầy xin phép là đọc qua thôi. Đọc hết được em nhá. Giàng Thị Dinh 2B, Hằng Nga 2B, Thảo Lê 2B. Được chưa? Hằng Còi 2B. Thì quay lại thầy đọc đáp án để tiết kiệm thời gian. Chúng ta thấy rất là quen rồi, luật giáo dục 2005 chúng ta thấy nó có 9 chương và 120 điều. Được rồi, chúc mừng các em. Câu 2 là B. Chúng ta đi vào câu hỏi số 3 là văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: A. Bằng tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng tiến sĩ. B. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng tiến sĩ. C. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bằng tiến sĩ. D. Là bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học chính quy, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3. Vâng. Bạn là Phương Lê giờ nhắn tin cho thầy hỏi câu hỏi trước là giáo viên mở câu lạc bộ tiếng Anh không thu phí có phạm luật không?
thầy khẳng định không phạm luật bạn Phương Lê nhá, thì nhà nước cũng khuyến khích cái việc đó. Chúng ta làm những cái việc đấy là rất là tốt em Phương Lê ạ, và không phạm luật. Không biết là em hay cá nhân em hay ai, thì đó thì thầy nghĩ là nếu mà cơ quan nào đến 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 để xử lý là nó chưa đúng, nó thấy thực hiện sai nhá, được chưa? Vâng, ra mở dạy thêm trái phép cơ thì mới vi phạm. Ở đây chúng ta thấy là các câu lạc bộ nó thấy là người ta rất là khuyến khích đúng không ạ, chúng ta thấy không thu tiền đấy là rất là tốt thôi, được chưa? Vâng, Phương Lê rõ chưa? Còn hiện tại thì không có quy định pháp luật nào xử lý cái việc đó đúng không ạ, thầy khẳng định với bạn Phương Lê là như thế, được chưa? Và các bạn là câu 3, bạn bông cải trắng là 3C, được chưa? Đấy, thu hàng 3C. Và thậm chí những cái việc như mở những câu lạc bộ thu phí đấy là nó rất là khuyến khích, chúng ta thấy là như vậy. Minh Tài là 3C, các bạn khác thì sao? Vâng, thì cái này để làm được thì các em đối chiếu thầy ở điều 8 của luật giáo dục 2005 về văn bằng chứng chỉ, thì tôi nói rất rõ rồi, văn bằng phổ thông nhân dân sẽ bao gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là một này, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là hai này, bằng tốt nghiệp trung cấp là ba này, bằng tốt nghiệp của cao đẳng là bốn này, bằng tốt nghiệp đại học là năm này, bằng thạc sĩ là sáu, bằng tiến sĩ là bảy. Chúng ta thấy có bảy văn bằng, chúng ta đối chiếu như thầy vừa rồi đọc thì chúng ta thấy là gì? Cái ta sẽ loại dần A, chúng ta thấy là bằng tiểu học là không có đúng không, trong quy định của thầy đọc không có, mà tiểu học thì thời trước thì của thầy là có thôi, giờ thì không có, giờ thì giấy xác nhận hoàn thành tiểu học chúng ta thấy sẽ do hiệu trưởng trường cấp, rồi chưa? Còn cái đáp án B nó thấy là có bắt đầu từ tốt nghiệp trung học cơ sở rồi đúng không ạ, nhưng mà nó thiếu bằng thạc sĩ thì là loại là chỉ có 6 thôi. Còn cái D chúng ta thấy là gì, họ bắt đầu có bằng từ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở liệt kê hàng loạt, chúng ta thấy từ trung cấp nhưng mà đến bằng tốt nghiệp đại học chính quy thì chúng ta thấy là không phân biệt chính quy hay tại chức đúng không ạ. Chúng ta thấy là rõ ràng ở đây là gì, đáp án C là chính xác em nhá, đủ 7 văn bản như định như quy định ở khoảng ở điều 8 của luật giáo dục 2005. Như vậy chúc mừng các em đáp án là C ở số 3. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 4 về cấp học ở trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. A là giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo, giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. B giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. C giáo dục đại học và sau đại học, chúng ta gọi chung là giáo dục đại học đấy, thì đào tạo trình độ là gì ạ? Cao đẳng, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ. Và D tất cả đáp án trên đều đúng, thì xin mời các em ở câu hỏi số 4. Vâng, thầy xin mời các em ạ. Ở câu hỏi số 4, bạn Vân Anh là 4D, bạn Duy Hằng 4D, bạn phải chọn 4D. Rất nhiều bạn ta chọn là D, bạn Nguyễn Hương cũng vậy, là 4D. Thế các bạn khác thì sao ạ? Vâng, Giàn Thị Dinh là 4D. Vâng, Nguyệt Nga cũng vậy, rất nhiều các bạn chọn là 4D. Thì cái này chúng ta có thể căn cứ vào cái nội dung điều 4, đúng không ạ? Ta thấy rất rõ về hệ thống giáo dục quốc dân. Trong luật giáo dục 2005 thì chúng ta thấy ở khoản 2 điều 4 thì nêu rất rõ về các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quân dân. Chúng ta thấy đáp án đây để chuẩn để đối chiếu khoản 2 điều 4 thì chúng ta thấy là gì, ở câu 4 này đáp án là D là chính xác, tất cả đáp án trên đều đúng em nhá, chúc mừng các em đáp án là D. Chúng ta đi vào câu hỏi số 5 là theo luật giáo dục sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục luật 2009 đấy, thì việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào? A là phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. B là phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông. C phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. D phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 5. Xin mời các em ạ. Rồi, các bạn đưa ra là 5D đúng không ạ? Vâng, 5C, bạn rất nhiều các bạn 5D 5C đúng không ạ? Các bạn Thu Hà Trà My đúng không ạ? Thế vâng, Nguyễn Hà 5C, Nguyễn Hòa và Thu Hằng. Thì cái này chúng ta đã có câu hỏi để so sánh ở câu hỏi trước ấy, nếu các em để ý cái sự khác biệt ấy, đúng không ạ?
Thì cái này chúng ta theo dõi ở khoản 1 điều 11 thôi, họ nêu rất rõ đúng không ạ? Khoản 1 điều 11 của luật giáo dục sửa đổi bổ sung 2009 ấy, đó là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Như nội dung thầy vừa rồi trao đổi thì chúng ta thấy chỉ có đáp án C là đáp án chính xác đúng không ạ? Cái A thì chúng ta thấy là không nói về giáo dục về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, ta thấy được ạ. Rồi tương tự như B cũng vậy, không nói tới mầm non cho trẻ 5 tuổi mà thêm cái phổ cập trung học phổ thông thì chúng ta chưa chưa làm được đó đúng không ạ? Cái D thì có phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi nhưng lại thừa cái liên quan đến phổ cập giáo dục trung học phổ thông em nhé. Như vậy là án C là chính xác ở câu hỏi số 5 em nhé. Chúng ta nhớ là chỉ có phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học cho và đó phổ cập giáo dục trung học cơ sở em nhé. Như vậy 5 là C, xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi số 6 là theo điều 11 của luật giáo dục 2005 thì mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A trình độ tiểu học, B trình độ trung học cơ sở, C trình độ trung học phổ thông, D trình độ giáo dục phổ cập. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 6. Thầy đã nhắc lại bạn Phương Lê rồi, thầy nói là giáo viên mở câu lạc bộ mà không thu phí đúng không, là cũng không phạm luật nhá. Thầy đã trả lời rồi, em nghe rõ chưa? Và tránh hỏi lại nhiều lần bạn Phương Lê nhá. Còn để chi tiết cá nhân những cái này liên quan thì có thể em nhắn riêng cho thầy, vì đây là buổi live stream dành riêng cho các bạn để chúng ta học. Thì và câu hỏi của em đưa ra thì thầy cũng đã trả lời rồi, tránh chúng ta hỏi lại nhiều lần để thầy trả lời nhiều lần quá mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người, bạn Phương Lê nhá. Còn em muốn thêm chi tiết thì nữa thì em nhắn tin cho thầy được không ạ? Và cảm ơn các bạn Cải Trắng, Hàng Đỗ và nhiều bạn chúng ta chọn là D, được chưa? Rất nhiều các bạn. Và bạn Lê Thương thì 66D, chắc là nhảy nhầm thôi, chúng ta nhớ cái câu 6 thôi. Và rất nhiều bạn chọn là D. Thì để biết D hay không thì đây chúng ta thấy người ta nói rất rõ ở điều 11 rồi, thì chúng ta dở điều 11 ra thôi. Thì chúng ta thấy rất rõ điều 11 của luật giáo dục 2005. Thì chúng ta thấy ngay cái khoản 2 đúng không ạ? Của điều 11 nó nói là mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập, chúng ta thấy là rất là rõ là câu 6 như vậy là D, xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp ở câu 7 theo điều 11 của luật giáo dục 2005, gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ A tiểu học, B trung học cơ sở, C trung học phổ thông, D giáo dục phổ cập. Thì xin mời các em câu 7. Vâng, chào bạn Nguyễn Thủy Trang, xin mời các bạn ạ. Vâng, bạn Vân Anh 7D, bông cải trắng 7D, xin mời các bạn khác ạ. Vâng, có thể mạng em chậm được chưa ạ? Vâng, thì em đã nghe rõ câu trả lời của thầy rồi nhá. Cảm ơn bạn Phương Lê, được chưa ạ? Vâng, Hồng Ngọc là 7D, vâng, các bạn câu 7 chọn D rất nhiều. Thì chúng ta thấy là vẫn nằm trong cái điều 11 thôi, chúng ta dở ra cho thấy là nó nằm trong cái khoản 3 của điều 11, nó nói là gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. Thì chúng ta thấy đáp án ở đây chọn là D, và chúng ta rút ra được là gì? Với mọi công dân hoặc là gia đình tạo điều kiện thì về học tập chúng ta thấy đều hướng tới là đạt gì? Trình độ giáo dục phổ cập các em nhé. Đi thi chúng ta nhớ hai từ kia, mọi công dân trong độ tuổi đấy, có nghĩa vụ học tập hoặc là gia đình tạo điều kiện thì chúng ta đều chọn là đáp án là gì để đạt tới trình độ giáo dục phổ cập em nhé. Ta đi tiếp vào câu hỏi số 8 thì theo điều 3 của luật giáo dục 2005 thì ta xem là hiểu tính chất của giáo dục là gì. A là học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. B bảo đảm tính cơ bản toàn diện thiết thực hiện đại và có hệ thống, quan trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học. C là nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Và D là nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Để xin mời các em ở câu hỏi số 8. Đấy, xin mời các em ạ, chúng ta có thể mở điều 3 ra, chúng ta sẽ làm được thôi. Đúng không ạ? Thấy rất là rõ.
Và xin mời các em ạ, câu hỏi số 8. Và ông Cải Trắng là 8C và Nguyễn Nhung là 8C, đúng không ạ? Vân Anh 8C, rất nhiều các bạn chọn là C, đúng không ạ? Thấy rất nhiều đáp án là C. Thì để biết C hay không thì chúng ta thấy chúng ta mở điều 3 ra, cụ thể là khoản 1 điều 3. Đấy, chúng ta nói về tính chất của nền giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam là nền tảng, là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại. Chúng ta nhớ là có bốn tính đấy, đúng không? Còn lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, thì như nội dung thầy vừa đọc thì chúng ta thấy chỉ có đáp án C là thỏa mãn, còn cái A cái B là loại rồi, còn cái D chúng ta thấy là gì, nó thiếu cái chữ hiện đại, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó để đảm bảo nó phải có bốn tính, là tính nhân dân là một, dân tộc là hai, khoa học và hiện đại là bốn, có thấy được chưa? Còn cái D này nó thiếu chữ hiện đại, được chưa? Đáp án là câu hỏi số 8 là C các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 9, là theo luật giáo dục 2005, chương trình giáo dục có mấy nội dung và nằm ở điều nào? A có hai nội dung và nằm ở điều 4, B ba nội dung nằm ở điều 6, C bốn nội dung ở điều 6 và D năm nội dung ở điều 6. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 9. Và cảm ơn các bạn đã chọn án là C ở quả số 8. Xin mời các em. Và bạn không phải trắng là 9C. Mời các bạn khác thì sao ạ? Bạn Vô Vị 9C, Nguyễn Nhung 9C và Hằng Đỗ 9C. Xin mời các bạn ạ. Và Lương Minh Đức 9C. Và thì cái này các bạn mở nội dung luật ra là rõ thôi. Chúng ta có xem ở điều 6, nó có tên là chương trình giáo dục, thì chúng ta thấy rất rõ là chúng ta thấy nó có bốn khoản và gì, và làm ở điều 6, đúng không? Bốn nội dung tương đương bốn khoản. Như vậy chúng ta cho đáp án là gì, là C em nhá. Câu 9 là C, nó gồm bốn nội dung và là điều 6, được chưa? Câu 9 là C, thì chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi số 10, thì theo điều 6 của luật giáo dục thì cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ? A là Bộ trưởng Bộ Đào tạo, B Chính phủ, C Hiệu trưởng trường đại học và D Thủ tướng Chính phủ. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 10. Và xin mời các em ạ. Vâng, các em đi làm câu hỏi số 10. Bạn Trà My là 10A, bạn Cải Trắng là 10A, Chu Văn Anh là 10A, Hồng Ngọc là 10A, Hồng Nhung 10A. Đúng không ạ? Vâng, các bạn khác thì sao ạ? Vâng, chào bạn gọi là có. Vâng, bạn Vô Vị 10A, còn Hằng Đỗ là 10D. Đúng không ạ? Thúy Hằng là 10A. Thì cái này để làm được thì các em dở điều 6 ra thôi nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ liên quan quy định về tín chỉ. Thì các em mở cho thầy ở nội dung khoản 4 của điều 6, nó nói rất rõ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ. Được chưa? Thì chúng ta thấy là đáp án ở đây, con thấy chắc chắn là A, sẽ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, được chưa? Vâng, câu 10 là A, xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 11. Theo điều 7 của luật giáo dục 2005, thì cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác? A là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo, B Chính phủ, C Hiệu trưởng trường đại học và D Thủ tướng Chính phủ. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 11. Vâng, cảm ơn các bạn đã đưa 10A câu hỏi trước, ta làm tiếp câu hỏi 11. Vâng, chào bạn là Sô Cô La Tím, chào em, xin mời em vào lớp để làm bài. Vâng, thì các bạn với câu 11 các bạn nhiều chọn, các bạn chọn là D, đúng không ạ? Thì biết D không chính xác thì chúng ta mở điều 7 ra, nội dung ở khoản 1 điều 7 có đoạn người ta nói là gì ạ? Là Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng câu hỏi 11 này đáp án là D. Xin chúc mừng các em đáp án là D. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 12, vẫn là theo điều 7 của luật giáo dục 2005, thì cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số? A là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo, B Chính phủ, C Hiệu trưởng trường đại học và D Thủ tướng Chính phủ. Thì xin mời các em tiếp tục làm câu 12. Vâng, xin mời các em ạ.
Ngô Vị 12B, Chu Văn Anh 12B, các bạn khác thì sao ạ? Trần Hồng Ngọc 12B, xin mời các bạn ạ. Và ông Cải Trắng, Thu Hằng. Vâng, Hồng Nhung. Xin mời các bạn, Hằng Nga, được chưa? Thì chúng ta xem này để đã biết được đáp án thì xin mời các em mở khoản 2 điều 7. Cái đoạn cuối của khoản 2 điều 7 nó nói là việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy chúng ta thấy với câu hỏi này cho thấy đáp án là 12 phải là B em nhé. Chúc mừng các em, đáp án là B. Chúng ta đi tiếp vào theo điều ở câu 13 là theo điều 11 của luật giáo dục 2009 em nhé, luật sửa đổi đấy. Thì cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục? A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. B. Nhà nước. B là chính phủ. C là nhà nước. Và D. Thủ tướng Chính phủ. Thì xin mời các em. Để xin mời các em ạ. À, câu hỏi số 13. Và bạn gọi là có thì liên quan tài liệu thì em vui lòng nhắn tin cho thầy nhá. Cảm ơn em. Vâng. Ra đi vào câu 13. Vâng, bạn bông cải trắng. 13C, Nguyễn Nhung 13C, Hằng Đỗ 13C, Chu Văn Anh 13A. Vâng, Nguyễn Minh Đức 13C, Huyền Còi 13C, xin mời các bạn. Và Vô Vị 13C. Vâng. Thì chúng ta thấy ta xem ở khoảng 1 điều 1 ta nói rất rõ có đoạn là gì? Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. Thì như vậy chúng ta thấy đáp án đây là gì? Là C là chính xác em nhé. Là chúng ta chọn án là nhà nước là sẽ cơ quan quyết định kế hoạch phổ cập được chưa? Giáo dục. Ta thấy được câu 13 là C. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 14. Ta xem nội dung này thuộc điều nào đây ạ? Ta thấy là nội dung quy định là phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân. Và nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện đa dạng các khóa, các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm trong lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn. Người ta đưa A là điều 9 có nội dung quy định về phát triển giáo dục, B là điều 11 phổ cập giáo dục, C điều 12 là xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, và D là điều 13 đầu tư cho giáo dục. Tôi xin mời các em ở câu hỏi 14. Vâng. Xin mời ạ. Và nó hay nhầm, chúng ta làm đi làm lại nó nhớ. Thì thấy rất mong để chúng ta có nhiều điều kiện để làm đi thực hành để chúng ta nhớ bạn bông cải trắng nhá. Vâng. Được chưa? Bạn Trà My 14C, Nguyễn Nhung 14A, Nguyễn Minh Đức 14C, Bông Cải Trắng 14C. Vâng, các bạn đã chọn A và C, hai trường phái rất rõ, đúng không ạ? Chào bạn Tấm Cám, bạn Nguyễn Mỹ Phương, bạn Lê Thương 14C, Thiều Ngọc Trâm là 14B. Bạn Thiều Ngọc Trâm đấy rất giống một ca sĩ nào đó, đúng không? Thiều Bảo Trâm hay sao, đúng không ạ? Tôi nhớ không nhầm là như thế. Bạn Sô-cô-la Tím là 14C, Trái Tim Mùa Thu đã trả lời 15 rồi. Chúng ta đang 14 thôi em nhá, Giàng Giàng Lý Dinh là 14C. Thì để trả lời xem là A, C là hay không thì các em mở rất rõ cái nội dung ở đây. Thế đối chiếu đây thì chính xác ở đây nó các nội dung vừa đưa ra thì nó sẽ là điều 12 về xã hội hóa giáo dục các em nhá. Ta nhìn thấy câu đầu tiên là chữ phát triển giáo dục thì mọi người nghĩ hay nghĩ là A là điều 9 thì không phải đâu. Đối chiếu ra thì chúng ta thấy với điều đây điều 12 là liên quan các nội dung vừa trình bày có trên nội dung về xã hội hóa sự nghiệp giáo dục các em nhá. Đấy, sự tham gia của mọi thành phần nó rất là rõ. Chúng ta thấy đáp án câu 14 này là phải là C. Chúc mừng các em đáp án là C. Chúng ta đi vào câu hỏi 15 là gì? Theo điều 14 của luật số 5 thì quản lý nhà nước về giáo dục là gì? A chính là nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, tiêu chuẩn nhà giáo, quy định về quy chế, về chế độ thi cử, hệ thống văn bằng chứng chỉ, tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. B nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở khác tổ chức nghiên cứu phổ biến ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, rồi từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa khoa học công nghệ của địa phương hoặc cả nước. C là nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh rồi dịch vụ trong đào tạo nghiên cứu học và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, và D cả ba đã trên đều đúng. Thì xin mời các em.
chúng ta mở điều 14 ra thì chúng ta sẽ thấy rất rõ, đúng không ạ? Thì các nội dung trên được chưa? Và xin mời các em ạ. À, 15A Trà My, không phải chấm 15D, chúng ta có AD, hai trường phái rất là rõ AD, đúng không ạ? Và rất nhiều AD. Thì chúng ta mở điều 14 ra là chúng ta thấy rất rõ. Và chúng ta nhớ ở đây cái từ kỳ đây là nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ thì ở đây đáp án nó phải là A, các em nhá. Còn cái D là tất cả trên đều đúng là không phải, được chưa ạ? Chúng ta thấy là chưa đúng. Chúng ta với cái câu 15 này chúng ta nhớ từ khóa là gì, khi nói về quản lý nhà nước về giáo dục thì các em nhớ là nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân nhá. Thì chúng ta nhớ từ khóa như vậy để chúng ta đi thi tự chọn, được chưa? Câu 15 là A các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 16, vẫn theo điều 15 thì chúng ta tiếp đến điều 15 rồi chúng ta trao đổi điều 14. Thì điều 15 về của luật giáo dục 25 thì nó hỏi vai trò trách nhiệm nhà giáo, đúng không ạ? Thì A là nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho người học. B, nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho người học. C, nhà giáo giữ vai trò chính trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà giáo phải nêu gương tốt cho người học. Và D, nhà giáo giữ vai trò chủ yếu trong bảo đảm chất lượng giáo dục, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho người học. Tôi xin mời các em ở câu hỏi 16. Ta xem ở điều 15 để cho thấy rõ các em nhé. Và xin mời các em vào câu 16. Vâng, Trà My 16A ghi từ quyết định nữa. Vâng, rất nhiều các bạn chọn là A, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy đúng nhớ từ quy như bạn Trà My nói. Chúng ta thấy với vai trò của nhà giáo thì chúng ta nhớ vai trò quyết định, được chưa? Còn cái trách nhiệm đây chính là không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học nhá. Thì các em nhớ đáp án đây là A, như căn cứ ở điều 15 của luật giáo dục ấy, chúng ta thấy rất là rõ nhá. Đấy, nội dung của điều 15, được chưa? Chúc mừng các em có đáp án ở đây là A, 16A. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 17. Theo điều 16 luật giáo dục thì vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục là gì? A, cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lý điều hành các hoạt động giáo dục. B, cán bộ quản lý giáo dục không ngừng học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. C, nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm phát triển trường giáo dục. Và D, cả ba đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời các em vào câu hỏi 17. Và bông cải trắng 17D, thu hàng 17D, đúng không ạ? Các bạn chọn rất nhiều đáp án là D. Thì ở để biết được D hay không thì các em mở giúp thầy ở điều 16 ra là chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì điều 16 nêu rất rõ các nội dung như trong cái đề thi mà đưa ra. Thế chúng ta thấy như vậy ở câu 17 này, ta soi ở điều 16 ta thấy là gì? Cả chọn đáp án là D, cả ba đáp án trên là đúng các em nhé. Chúc mừng các em đáp án là D ở câu hỏi 17. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 18. À, theo điều 17 của luật giáo dục về kiểm định chất lượng giáo dục của luật giáo dục, chúng ta xem ai sẽ là người kiểm định, nghĩa là người có trách nhiệm để chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. A, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. B, Thủ tướng Chính phủ. C, Chính phủ. Và D, là Nhà nước. Thì xin mời các em ở câu hỏi 18. Và chúng ta mở cái điều 17 ra để chúng ta thấy xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm được đó. Thì xin mời các em. Đấy, ở câu hỏi 18. Cảm ơn các bạn đã trả lời là D câu hỏi 17. Và thầy nhắc lại thì để chúng ta vừa làm bài và cũng có cái động lực để chúng ta xem là sau khi hoàn thành 60 câu thì các em đã qua được 30 câu hay không. Chúng ta biết điều kiện đi thi chúng ta phải đạt từ 30% trở lên, nghĩa từ 30 câu trở lên. Thì các em cố gắng mỗi phần sau khi thầy trả lời xong đáp án thì các em tích vào một cách trung thực xem là mình có đúng hay không. Và đặc biệt sau đó thì sau 60 câu thì các em báo lại cho thầy về kết quả. Thầy có những cái phần thưởng nhỏ thôi, là những thẻ Viettel nhá, 50k, 20k gửi tới các em dành cho những bạn các bạn mà có những câu trả lời đúng, số đúng nhiều nhất, đúng không ạ? Những phần thưởng và thẻ Viettel là 20k và 50k gửi tới các em sau khi kết thúc cái buổi livestream nhá, và gửi tới các em. Thì một số các em ở các buổi livestream trước cũng đã giành giải thưởng của thầy rồi. Rất mong hôm nay
các bạn đây sẽ tiếp tục giành giải thưởng nhá. Thì các em cố gắng được chưa, cũng là chúng ta thực hành các đề, chúng ta có kinh nghiệm mà va vấp làm đề và chúng ta có những giải thưởng nhỏ từ thầy. Và chúng ta thấy câu hỏi đây các bạn đều đưa ra đáp án là A, thì ta xem đáp án thế có đúng không ạ. Chúng ta đối chiếu với điều 17, chúng ta thấy là rõ ràng là A rồi. Chúng ta thấy có đoạn cuối của điều 17 nói Bộ trưởng Bộ Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Thì xin mừng, xin chúc mừng các em ở câu hỏi 18 là đáp án là A. Chúng ta đi vào câu hỏi 19, vẫn theo điều 17 Luật Giáo dục 2005 về việc kiểm định chất lượng giáo dục của Luật Giáo dục. Thì kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm A là xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. B chính là xác định mức độ thực hiện chương trình giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. C là xác định mức độ thực hiện nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Và D, cả ba đáp án trên đều đúng. Thì xin mời các em ở câu hỏi 19. Xin mời các em ạ. Vâng, chào bạn Phạm Thúy. Bạn Minh Tài là 19D và Trường Ngọc Trâm lại trả lời 18A. Nếu là có thể mạng loát nhau đó, chúng ta đi vào câu 19 rồi em nhé. Vâng, Trà My 19D và rất nhiều bạn chọn là D. Đó thì rất nhiều đáp án rồi giờ ở đây đưa ra. Vâng, Nguyệt Nga, Hương Nguyễn Hương là D. Thì để trả lời D không thì chúng ta căn cứ rất rõ ở điều 17 ngay đoạn đầu nó nói là kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình nội dung giáo dục với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Thì chúng ta thấy đề đây họ cụ thể thực ra họ vẽ ra thôi đúng không, từ cái A là xác định mục tiêu này, thứ hai là thực hiện mức độ về thực hiện chương trình giáo dục này, và nữa là về nội dung này. Chúng ta thấy thì để đầy đủ đây, chúng ta thấy là đáp án ở đây 19 là D. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 20. Câu hỏi chương 1, những quy định chung của Luật Giáo dục 2005 thì gồm bao nhiêu điều? A 20 điều, B 19 điều, C 21 điều và D 22 điều. Thì xin mời các em vào câu hỏi 20. Vâng, cảm ơn các bạn đã chọn là D ở câu 19. Chúng ta đi làm tiếp ở câu hỏi 20. Xin mời các em. Và bạn Hoàng Minh Tài rất nhanh là 20A, ở vô vị 20A. Các bạn khác thì sao ở câu hỏi 20? Vâng, chào bạn Phạm Thu Hiền đã tham gia. Chào My 20A và rất nhiều bông cải trắng cũng vậy. Thì chúng ta đối chiếu xem thôi, đúng không ạ? À, từ điều 1 đến điều bao nhiêu của chương 1 ạ? Thấy chương 1 từ điều 1 đến điều 20, đúng không ạ? Rất rõ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì? Câu 20 đáp án là A. Thấy chương 1 là có 20 điều các em nhá. Đó. Cả chúng ta thấy cả luật giáo dục là chúng ta có sọ có 9 chương và 120 điều. Với chương 1 thì chúng ta thấy là có 20 điều, như vậy đáp án là A. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi số 21. Theo điều 39 của Luật Giáo dục 2005 thì nội dung giáo dục phải có tính gì? A tính hiện đại, B tính phát triển, C tính khoa học và D tính hiện đại và phát triển. Thì xin mời các em vào câu hỏi 21 và xem ở điều 39. Và xin mời các em ạ. Bên này mẹ đang điện thoại thôi. Đi vào đấy nè. Vâng, thì các em lưu ý lại câu hỏi cho thầy nhé. Câu này chính ra nó phải điều 40 em nhé. Điều 40 của Luật Giáo dục 2005 đấy, đúng không ạ? Nội dung giáo dục phải có tính gì? A tính hiện đại, B tính phát triển, C tính khoa học và D tính hiện đại và phát triển. Thì các em nhớ sửa giúp thầy ở đây là điều 40 em nhé, chứ không phải điều 39. Vâng. Và xin mời các em ạ. Câu hỏi 1 chúng ta chọn là D, đúng không ạ? Nhóm này là nhóm cho học cơ sở. Thực ra bạn Phương Nguyễn đây là cái nhóm chung, không phải là dành cho những học cơ sở.
hay tiểu học hay mầm non, mà đây là toàn các bạn các em nhá, các bạn chung từ thi thi viên chức giáo dục trên cả nước, có cả thi mầm non, thi tiểu học, thi trung học cơ sở, trung học phổ thông, bạn Khương Nguyễn nhá. Còn mới nhờ khi em đăng ký vào nhóm lớp rồi, các bạn mà 4 nhóm 5 bạn của các em đấy, chúng ta vào nhóm riêng thì trong đó có từng nội dung cụ thể. Và Khương Nguyễn, còn đây là buổi live stream vào điều thầy trên dành cho các thành viên của trang thi viên chức giáo dục em nhá, bạn Khương Nguyễn nhá. Và các bạn chọn là D, và bạn chào bạn Giọt Sương Vô Tình và bạn Hương Hoàng Dương. Cảm ơn các em đã chọn là D. Chúng ta thấy căn cứ rất rõ ở cái điều 40, đúng không ạ? Chúng ta thấy là nội dung giáo dục và thứ gì rất là rõ, đúng không ạ? Tính hiện đại và phát triển. Cảm ơn các em. Chúng ta đi tiếp liên quan đến câu hỏi tiếp theo. Như vậy 21 là D nhé, chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 2. Đối tượng nào sau dưới đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục? A. Hệ thống giáo dục quốc dân. B. Nhà trường, cơ sở dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. C. Tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Và D. Là nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 2 khóa 8 về giáo dục và đào tạo và khoa công nghệ. Thì xin mời các em một câu hỏi 22. Xin mời các em ạ. Và bạn Hoàng Tài là 2D, được chưa? Vâng. Vâng, cũng không cần phải đến nỗi mua chung gì đâu. Chúng ta hôm nay với các bạn mà các em xem live stream và xem buổi live stream này thì các em sẽ còn học phí, chúng ta biết của thầy là giá gốc là 900k. Nhưng mà thầy sẽ dành cho em ưu đãi, các em nếu hôm nay đăng ký hôm nay, nhắn tin đăng ký và xem live stream buổi live stream này thì các em chỉ còn 400k thôi, tham gia khóa học cũng như là nhận được bộ đề tài liệu bạn Hà Hải nhá. Còn trường hợp em khó khăn quá thì nhắn tin cho thầy, thầy sẽ xem miễn phí cho các em để tham gia khóa học. Thầy rất mong các em dành thời gian để học để phục vụ cho kỳ thi thôi, được chưa? Và bạn Hồng Nhung là 22D, các bạn chọn 22D rất nhiều. Và chào bạn Trừ Điệp, bạn Đỗ Thiệp, bạn Nguyễn Minh Học. Thì chúng ta thấy ở đây đáp án ở đây 22 chắc chắn là D rồi. Chúng ta căn cứ vào khoản vào điều 1 của luật giáo dục 2005 thì chúng ta thấy rất rõ, nó không hoàn toàn không nêu cái gì liên quan cái chữ mà nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa 2 lần thứ 2 khóa 8 nhá, về giáo dục đào tạo khoa công nghệ. Như vậy 22 là D các em nhá, nên là không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục. Chúng ta đi vào câu hỏi 23, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là nội dung về theo quy định ở luật giáo dục 2005, mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện chấm chấm, ở đây ta sẽ điền vào trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng ngay yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. A là có kỹ năng sống. B có đạo đức tri thức sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp. C có tinh thần quốc tế vô sản. D có ý chí vươn lên, có kỹ năng tự học và tự nghiên cứu. Thầy xin mời các em vào câu hỏi 23. À, xin mời các em ạ. Và mạng kém này chắc là nguyên nhân chắc là do từ đầu truyền nhé của chỗ em thôi, bạn Che Duy Nguyễn. Không biết các bạn khác nhận tín hiệu tốt từ đây không? Hiện tại thầy quan sát mạng của nhà thầy rất là tốt. Và bạn Minh Tài là B. Và chúng ta thấy đưa ra 23, rất nhiều các bạn đưa ra là B, đúng không ạ? Thì để đối chiếu là B hay không thì các em vui lòng mở cho thầy cái nội dung của điều 2 về mục tiêu giáo dục. Người ta nói là mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam có phát triển toàn diện. Nó cái đoạn điền ở đây chính là gì? Có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Thì chúng ta thấy là đáp án chính xác ở đây chắc chắn là B rồi, đúng không ạ? Là B các nhá. 23 là B, được chưa? Nó đầy đủ như nội dung thầy đọc ở điều 2 của luật giáo dục 2005, em rõ chưa? Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 24. Theo khoản 2 điều 3 của luật giáo dục 2005 quy định về nguyên lý giáo dục
thì hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, chấm chấm ở đây chúng ta sẽ điền vào, đúng không ạ? Rồi giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. A, đào tạo gắn liền với địa chỉ. B, kỹ năng gắn liền với đạo đức. C, người dạy gắn liền với người học. Và D, lý luận gắn liền với thực tiễn. Thì xin mời các em ở câu hỏi 24. Vào đấy bạn Vân Anh ở mạng tốt đúng không ạ? Vào những cái này thầy chưa rõ đúng không ạ? Thì thầy nghĩ là mạng thầy nó khá tốt đúng không ạ? Các em chắc là nghe rõ tín hiệu của thầy. Và cảm ơn các bạn 24 đưa ra là D rất nhiều, các bạn là D đúng không ạ? Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn chọn là D rất nhiều. D không thì chúng ta thấy rất rõ và nội dung về nguyên lý giáo dục chúng ta thấy rất là rõ ở khoản 2 đúng không ạ, của điều 3. Nếu nói là hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, và cái cần điền chúng ta chính là lý luận gắn liền với thực tiễn, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy rất rõ như vậy, đáp án ở đây là gì? Là D, 24 là D các nhá. Chúc mừng các em, 24 là D. Chúng ta đi vào câu hỏi 25, đúng không ạ? Người ta hỏi ngược lại đây là học đi đôi với hành, đúng không ạ? Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, gắn thực tiễn, giáo dục nhà trường học gia đình xã hội. Thì đây chính là gì đây ạ? A, là mục tiêu giáo dục. B, tính chất giáo dục. C, nguyên lý giáo dục. D, tất cả đáp án trên đều sai. Xin mời các em cái câu nói này xem là nó là đáp án A, B, C hay D. Xin mời các em ạ. Nó sẽ là mục tiêu giáo dục hay là tính chất giáo dục hay là nguyên lý giáo dục hay là tất cả đáp án trên này sai. Thì xin mời các em ở câu hỏi 25. Xin mời các em. Minh Tài rất nhanh là C, Chu Anh là D. Đó, vâng. Bạn Thúy Hằng là A. Thì cái này chúng ta vừa nhắc ở cái câu hỏi trên rồi, chúng ta thấy là rõ ràng người ta nói rõ là ở câu 24 các em đọc đấy đúng không, khoản 2 điều 3 là quy định về nguyên lý giáo dục thì chắc chắn chúng ta thấy rồi đúng không ạ. Câu hỏi 25 chắc chắn là phải là C, chính là nguyên lý giáo dục các em nhá. 25 là C, chúc mừng các em, 25 là C. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 26. Luật giáo dục 2005 quy định về hội đồng nhà trường thì có bao nhiêu nhiệm vụ? A 7, B 4, C 5 và D 6. Thì xin mời các em ở câu hỏi 26. Và xin mời các em ạ. Rồi, tiếp theo. Xin mời các em ạ, liên quan hội đồng trường. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, các bạn 26 Trà My là B đúng không ạ? Hằng Còi là B, Hồng Nhung là A, A B rất nhiều đúng không ạ? Thì để trả lời được câu hỏi này, ta xem là câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là hội đồng nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ thì các em mở cho thầy rất rõ ở khoản 2 của điều 53 thì chúng ta thấy là hội đồng trường sẽ có 4 nhiệm vụ. Một là quyết định mục tiêu chiến lược các dự án và kế hoạch phát triển nhà trường. Hai là quyết định về quy chế hoặc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ thứ ba là quyết định về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường. Và thứ bốn là gì ạ? Là giám sát và thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, rồi thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đáp án đây phải là B, 26 là B. Hội đồng trường có 4 nhiệm vụ các em nhé. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 27. Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập? A. Công đoàn thành lập. B. Hiệu trưởng thành lập. C. Hội cha mẹ học sinh thành lập. Và D. Điều lệ nhà trường quy định. Xin mời các em ở câu hỏi 27.
À, cảm ơn các bạn đã trả lời cho thầy câu hỏi 26, được chưa? À, chúng ta đi tiếp vào 27 thì bạn Hoàng Minh Tài chọn là B, không phải trắng là B, được chưa? Vâng. Vân Anh là B, chào bạn Cỏ May. Vô Vị là B, Thu Hằng là B, Hằng Nga là B. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây, chúng ta đối chiếu ở điều 55 nói về hội đồng tư vấn cho nhà trường. Thì chúng ta thấy một đoạn nói rõ rất rõ là gì? Hội đồng tư vấn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập. Thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án đây là gì? 27 là B. Em nhé, chúc mừng các em đã là B ở câu hỏi 27. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 28. À, theo luật giáo dục và luật sửa đổi bổ sung 2009 thì tổ chức loại hình nhà trường sau đây không nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. A là trường dân lập, B trường tư thục, C trường bán công và D trường công lập. Để xin mời các em. Mời em làm tiếp hỏi 28 ạ. Vâng, xin mời. Hồng Nhung rất nhanh, Vô Vị rất nhanh, Kiều Ngọc Trâm cũng vậy, là C. Và câu hỏi 28, các bạn khác thì sao ạ? Vâng, xin mời các em ở hỏi 28. Vâng, Khánh Hòa ghi rõ là trường bán công, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy thậm chí cái này ta đối chiếu cả với điều lệ trường học của các trường từ mầm non, tiểu học, đúng không ạ? Chúng ta thấy trường mầm non thì có cả ba loại hình, đúng không ạ? Cả công lập, tư thục, dân lập. Còn chúng ta thấy từ tiểu học trở đi chỉ có lại hai loại hình thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là trường công lập và trường tư thục, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Thì chúng ta thấy là trường bán công là không có, đúng không ạ? Chúng ta phải loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thì 28 chúng ta cho đáp án là C, các em nhá. Chúc mừng các em. Là C, được chưa? 28 là C. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 29. Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm A, giáo dục chính quy, B, giáo dục thường xuyên, C, giáo dục đặc biệt và D, giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Thì xin mời các em ở câu hỏi 29. Để xin mời em ở câu hỏi 29. Xin mời các em ạ. Vâng, xin mời các em. Vâng, bạn Hoàng Minh Tài là 29D, đúng không ạ? Hồng Nhung, rất nhiều các bạn chọn là 29D, đúng không ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Vâng, xin mời các em ạ. Thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Hệ thống giáo dục quốc dân của chúng ta, đúng không ạ? Là chúng ta thấy là chỉ gồm hai loại, đó là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, các em nhé. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng câu hỏi 29 là chúng ta chọn là D. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 30 là có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân? A là 3, B là 4, C là 5 và D là 6. Thì xin mời các em ở câu hỏi 30. Chào bạn Hà, bạn Thu Mưa. Xin mời các em làm câu hỏi 30. Mẹ đổ rồi.
Được chưa? Em thấy rõ chưa? Và chúng ta thấy các câu hỏi đều liên quan đến nhau cả. À, chúng ta thấy như câu 29, chúng ta thấy nó quy định rất rõ ở khoản 1, đúng không ạ, của điều 4. Và chúng ta thấy câu 30 thì nó sẽ nằm ở khoản 2 của điều 4, đúng không ạ. Với khoản 1, điều 4 chúng ta thấy nêu rất rõ về hệ thống giáo dục quốc dân, nói chính quy và thường xuyên. Và tiếp theo ở khoản 2 người ta sẽ nói về có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thì xin mời các em ạ. Và các bạn chọn B rất nhiều ở đây, đúng không ạ? Và chúng ta thấy căn cứ vào khoản 2 của điều 4 thì chúng ta thấy rất rõ. Đúng ạ, chúng ta thấy là đây đáp án là 4 rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là giáo dục mầm non thì có nhà trẻ mẫu giáo. Thứ hai là có giáo dục phổ thông thì có tiểu học hoặc cơ sở trung học phổ thông. Thứ ba là giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Và thứ bốn là giáo dục đại học và sau đại học. Có thể gọi chung là giáo dục đại học, gồm đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học và trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Thì chúng ta thấy đáp án ở câu hỏi số 30 là 4 cấp học em nhá, là B. Thì thầy nhắc lại các em, chúng ta đã được đi 30 câu rồi. Thì mỗi câu hỏi sau đó thì thầy đều có trả lời. Thì thầy rất mong các em sau khi thầy trả lời xong, chúng ta tích vào, chúng ta trung thực xem chúng ta đạt bao nhiêu câu. Và chúng ta sẽ làm bộ đề 60 câu này. Sau 60 câu các em báo lại cho thầy về xem ta đạt được bao nhiêu câu. Và thầy có những cái giải thưởng nhỏ, đó là cái thẻ Viettel 20k và 50k gửi tới cho các bạn mà có thành tích tốt nhất. Từ sau đó tuy nhiên thầy sẽ phần đối soát là kết quả và gửi các em thẻ Viettel này tới các em vào sáng mai. Thầy cần thời gian đối soát để thông báo tới các em kết quả như các lần live stream trước. Thì thầy có nhắc như vậy dành cho các em và các em cố gắng hơn nhá. Chúng ta như vậy câu 30 chúng ta là chốt ở đây là B, là 4 được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 31, nó cũng liên quan ở đây. Câu hỏi là các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: A, giáo dục mầm non có nhà trẻ, mẫu giáo, giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; B, giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giáo dục đại học và sau đại học, để đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; C, cả A và B đều đúng; D, cả A và B đều sai. Thì xin mời các em ở câu hỏi 31 ạ. Bạn bông cải trắng nói là luật giáo dục 2005 không có giáo dục thường xuyên như luật giáo dục 2009, không phải. Em nêu rất rõ, đúng không ạ? Thấy ở điều 4 thì nói rất rõ là gì ạ? Là hệ thống giáo dục quốc dân gồm ở khoản 1, điều 4 nêu rất rõ là gì ạ? Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Được chưa? Và em vui lòng ở bạn bông cải trắng ở mở chương 2 ra thì nó thấy có mục rất rõ nói về giáo dục thường xuyên em nhá, thì chúng ta thấy rất là rõ nó có quy định cho em ạ, chứ không phải là 2005 không có em nhá. Thì chúng ta thấy là giáo dục thường xuyên có hẳn một mục luôn em nhá. Thì em mở cho thầy mục 5 của giáo dục thường xuyên, chúng ta thấy rất là rõ nhá. Thì nó quy định rất là rõ về các quy định ở đây. Em mở có thể điều từ điều 44 bạn bông cải trắng nhá, mục 5 về giáo dục thường xuyên từ điều 44. Đúng không ạ? Rồi đến tận điều 47 em nhá. Đó thì là có bạn bông cải trắng. Nó nằm ở mục 5 luôn, cả quy định mục 5 từ điều 44 đến điều 47 bạn bông cải trắng. Vâng. Thầy không rõ thông tin em đọc đó ở đâu. Đấy, thầy khẳng định là như vậy và căn cứ vào luật là như thế bạn bông cải trắng nhá. Vâng, bạn Ma Lưu Sứ chọn là B 30, chúng ta bây giờ là 31 rồi. Minh Tài 31C. Bông cải trắng 31C. Và rất nhiều bạn chọn câu 31 là C, đúng không ạ? Thì chúng ta tại sao chọn là C ở câu hỏi 31 này? Thì chúng ta thấy như nội dung lúc nãy và khoản 2 điều 4 của hệ thống giáo dục quốc dân mà thầy đã đọc rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy các câu hỏi liên quan đến nhau. Thì chúng ta thấy đáp án chính xác ở đây là C, nghe cả A và B đều đúng. Đây chính là 4 cấp học, đúng không ạ? Rất là rõ của hệ thống giáo dục quốc dân. Câu 31 là C, xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp câu hỏi 32. Theo luật giáo dục 2005 thì chương 2 hệ thống giáo dục quốc dân thì gồm bao nhiêu mục, bao nhiêu điều? A, 5 mục, 20 điều; B, 5 mục, 27 điều; C, 6 mục, 20 điều; và D, 6 mục, 27 điều. Thì xin mời các em ở câu hỏi 32.
Xin mời các em ạ. Vâng, các em hiểu nhầm một chút nữa. Vâng, được chưa ạ? Vâng. Vâng, bạn Minh Tài là 32B, bộ cải trắng 2B, các bạn khác cũng chọn là B rất nhiều. Thì cái này chúng ta xem toàn bộ chương 2, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chương 2 thì bắt đầu chúng ta thấy là từ điều 21, đúng không ạ? Từ điều 21 và kết thúc ở điều 47, đúng không ạ? Chúng ta thấy nguyên tắc để đỡ phải đếm ngoài tay. Thì chúng ta em lấy giúp thầy điều cuối, trừ điều đầu, cộng 1 là chúng ta thấy 47, đúng không ạ? Trừ đi 21 thì sẽ bằng 26 và cộng 1 thì sẽ ra là 27, đúng không ạ? Chúng ta thấy có 27 điều. Còn mục thì chúng ta thấy chắc chắn là 5 mục rồi. Mục 1 là giáo dục mầm non, đúng không ạ? Mục thứ 2 là mục giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Đấy. Và mục số 3 là mục giáo dục nghề nghiệp, mục thứ 4 là giáo dục đại học và mục thứ 5 là mục giáo dục thường xuyên. Các em nhá, thì đáp án đúng ở đây chúng ta thấy là gì? Câu đáp án đưa ra là chính xác là B, 5 mục 27 điều. Và 2 là B. Chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 33 theo điều 28 của luật giáo dục 2005 thì nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm: A, tính phổ thông cơ bản toàn diện hướng nghiệp và có hệ thống; B, gắn liền với thực tiễn cuộc sống và với tâm sinh lý của tuổi học sinh; C, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học; và D, tất cả đáp trên đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 33. Ta mở điều 28 ra các em nhé, người ta nói rất hỏi rất rõ về điều 28, đúng không ạ? Xin mời các em trả lời ạ. Câu hỏi 33. Vâng. Minh Tài 33D bằng chấm 2D. Nhờ các bạn chọn là D, đúng không ạ? Câu hỏi 33 này. Thì để đối chiếu này chúng ta thấy điều 28 nói rất rõ rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy về nội dung của giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì? Nội dung của giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông cơ bản toàn diện hướng nghiệp có hệ thống, gắn liền thực tiễn cuộc sống và với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học. Thì chúng ta thấy là đáp án ở đây là gì? Là D, tất cả đáp trên là đúng, khỏi 33 là D các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào khỏi 34 theo điều 28 của luật giáo dục 2005 thì giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh những nội dung gì? A, có hiểu biết đơn giản cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; B, có kỹ năng cơ bản về nghe nói đọc viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; C, có hiểu biết ban đầu về hát múa âm nhạc mỹ thuật; và D, tất cả trên đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 34 liên quan đến giáo dục tiểu học. Xin mời các em. Vâng, cảm ơn các bạn. 33 là D. Ta đi tiếp câu hỏi 34. Vâng, bạn Hưng Tài rất nhanh, 34D. Vâng, các bạn khác, Hằng Nga, rất nhiều bạn, chào bạn Minh Thu đã tham gia. Xin mời các bạn. Vâng, Hồng Nhung 34D. Dù mới học nhưng thầy thấy bạn Hồng Nhung rất là tích cực trả lời, đúng không ạ? Hy vọng em sẽ giành giải từ thầy nhá. Và các bạn khác rất nhiều chọn là D. Thì đối chiếu ra thấy điều 28 thôi. Tôi nói giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người, có kỹ năng cơ bản về nghe nói đọc viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về hát múa âm nhạc mỹ thuật. Chúng ta thấy đầy đủ nội dung đấy rồi thì chắc chắn chúng ta chọn đáp án là D ở khỏi 34 em nhá. Chúc mừng các em, 34 là D. Chúng ta đi vào câu hỏi 35, vẫn theo điều 28 luật giáo dục thì giáo dục trung học cơ sở bảo đảm cho học sinh những nội dung gì? A, là củng cố phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những điều có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; B, là kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; C, có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp; D, tất cả học sinh đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 28 liên quan đến giáo dục trung học cơ sở.
Mời, xin mời các em ạ. Vâng, các bạn là Thu Hằng, Ý Hằng để chọn là D của 35, rất nhiều ở D. Đúng không ạ, thấy là đối chiếu điều 28 thì thấy rõ ràng rồi nhá. Đây là chính các nội dung của quy định của giáo dục trung học cơ sở. Cả A, B, C đều đúng em nhé. Như vậy 35 là D. Chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 36. Thì theo điều 31 của luật giáo dục 2005 thì học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được ai cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông? A. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở. B. Trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện. C. Giám đốc sở giáo dục đào tạo. Và D. Tất cả đã trên đều sai. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 36. Chúng ta căn cứ ở điều 31 các em nhé. Xin mời các em. Vâng, cảm ơn các bạn đây. Vâng. Minh Tài 36C, bông cải trắng 36B và CB rất nhiều. Còn bông cải trắng sửa lại là 36C, Nguyễn Phương Anh, Huồng Còi. Thì chúng ta thấy cái này ta đối chiếu điều 31 thì chúng ta thấy rất là rõ thôi nhá. Thì chúng ta thấy có nội dung quy định là gì ở cái khoản 3 của điều 31 ấy, chúng ta thấy nói là gì, học sinh học hết chương trình học phổ thông có điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì sẽ được giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh thành phố trung ương cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúc mừng các em ở câu hỏi 36 này chúng ta chọn là C. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 37. Thì theo luật giáo dục 2005 quy định nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào sau đây? A. Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt. B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. C. Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng. D. Cả ba đáp trên đều đúng. Thì xin mời các em vào câu hỏi 37. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, cảm ơn các bạn đưa ra, rất nhiều bạn đưa ra là D, đúng không ạ? Thì để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải căn cứ ở khoản 2 của điều 70 quy định về nhà giáo. Thì người ta nói rất rõ là nhà giáo có những tiêu chuẩn. Thứ nhất là phẩm chất đạo đức tư tưởng, thứ hai là trình độ chuẩn về đào tạo và chuyên môn nghiệp vụ, thứ ba là đủ sức khỏe và yêu cầu nghề nghiệp. Chúng ta thấy đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Như vậy là đáp án đúng ở đây là D, 37 là D. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 38. Là điền từ vào chỗ trống được sử dụng tại điều 75 của luật giáo dục 2005. Nhà giáo không được có các hành vi sau đây, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là gì ạ? Là chấm chấm, có chữ buộc, đúng không ạ? Học sinh học thêm để thu tiền. A là giàng, B là chói, C là ép và D là bắt. Tôi xin mời các em. Chúng ta xem ở điều 75 các em nhé. Xin mời các em ạ. Câu hỏi 38. Xin mời ạ. Hồng Nhung rất nhanh, 38C, Hằng Đỗ cũng vậy. Và rất nhiều bạn chọn là C ở câu hỏi 38. Đúng không ạ? Thì cái này chúng ta đối chiếu rất rõ thôi nhá. Chúng ta đối chiếu ở khoản 4 của điều 75. Ta nêu rất rõ là ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Như vậy chúng ta thấy đáp án mà đúng ở đây là 38 là C. Chúc mừng các em chọn án là C ở câu hỏi 38. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 39. Thì theo luật giáo dục 2005 thì chương 4 quy định về nhà giáo thì gồm bao nhiêu mục, bao nhiêu điều? A. 3 mục 10 điều. B. 3 mục 12 điều. C. 3 mục 14 điều và D. 3 C là 3 mục 13 điều, D. 3 mục 14 điều. Thì xin mời các em. Thầy nhắc lại là chương 4 quy định về nhà giáo gồm bao nhiêu mục, bao nhiêu điều? A. 3 mục 10 điều, B. 3 mục 12 điều, C. 3 mục 13 điều và D. 3 mục 14 điều. Thì xin mời các em ở khoảng 39.
Mời các em ạ. Vâng, các bạn Minh Tài 39C, Trà My 39C, Thu Hằng 39A, rất nhiều các bạn chọn B, chọn C, chọn A. À, thì chúng ta thấy rất rõ để trả lời đúng. Thì như thầy nói, để tính được cái số điều, chúng ta thấy là cái điều đầu tiên ở điều của chương 4 thì chính là điều 70, đúng không ạ? Điều kết thúc của chương 4 đó là điều 82. Thì nguyên tắc như thầy nói, chúng ta sẽ lấy điều cuối trừ điều đầu cộng 1 sẽ ra đáp án chuẩn. Thì điều cuối của chương 4 là 82 trừ điều đầu của chương 4 là 70 là bằng 12. 12 cộng 1 chúng ta thấy là gì? Bằng 13 điều. Còn chúng ta thấy là có 3 mục ở đây, chúng ta thấy quy định rất là chương 4. Mục thứ nhất là nhiệm vụ và quyền của nhà giáo, đúng không ạ? Mục thứ hai là chúng ta thấy là đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, đúng không ạ? Và mục thứ ba là chính sách đối với nhà giáo, chúng ta thấy là đáp án ở đây phải là gì? Là C, 3 mục 13 điều. Được chưa? Chúc mừng em, đáp án 39 là C. Chúng ta đi vào câu hỏi 40. Thì theo điều 93 của luật giáo dục 2005, nhà trường sẽ có trách nhiệm phối hợp với chấm chấm chấm, đúng không ạ? Ta sẽ điền vào để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục. A là gia đình, B xã hội, C học sinh và D gia đình và xã hội. Thầy xin mời các em làm câu hỏi số 40. Chúng ta mở điều 93 ra là sẽ làm được thôi ạ. Xin mời các em. Và xin mời các em ạ, câu hỏi 40. Minh Tài 40D, Trà My 40D, không phải Trắng 40D. Rất nhiều các bạn chọn là D. Và Hằng Nga. Thì chúng ta xem điều 93, ta thấy ngay đoạn đầu thôi. Người ta nói là gì? Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục. Thì chúng ta thấy với câu 40 này, chúng ta phải chọn là D, các em nhé. Gia đình và xã hội. Chúc mừng các em, 40 là D. Như vậy chúng ta đã xong các cái câu hỏi liên quan của luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009. Bây giờ chúng ta đi vào các nội dung của một số câu hỏi của Nghị định số 29 liên quan về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục ở Việt Nam. Cái câu hỏi đầu tiên mà là câu hỏi 41 là theo nghị quyết số 29 thì đối với giáo dục phổ thông thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm là từ thời gian nào? A là sau 1910 năm, B trước 1920, C sau năm 1920 và D sau năm 2025. Thì xin mời các em. Câu hỏi 41 liên quan đến nghị quyết số 29. Xin mời các em ạ. Và xin mời các em ạ. Ta mở nghị quyết số 29 ra nhé. Và vâng, thì các bạn hàng đỗ là 41C, hàng Nga 41D, rất nhiều CD và thấm trần các thứ. Thì để đạt được kết quả đúng xem là C hay D hay đáp án khác thì các em vui lòng mở cho thầy cái nghị quyết số 29 các em nhá. Thì chúng ta thấy là rất là rõ, đúng không ạ, liên quan đến nội dung của ở đây chúng ta thấy được với nghị quyết 29, đúng không ạ. Thì chúng ta thấy ở đây có một đoạn nó nêu rất rõ, đúng không ạ? Các em mở mục 2 mục tiêu cụ thể, nó có đoạn là gì ạ? Cái đoạn cuối là gì? Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau 1920, từ sau năm 2020. Thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án ở đây là gì ạ? Chúng ta thấy là gì? Đáp án ở đây là phải là C rồi. Sau năm 2020, em nhá, 41 là C, được chưa, như trong nghị quyết. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 42. Thì theo nghị quyết số 29 thì đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp? A là gì ạ? Bảo đảm ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước. B là bảo đảm ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động quốc tế. C bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Và D bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật
công nghệ của thị trường lao động cho các doanh nghiệp tư nhân và FDI. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 42. Và xin mời các em ạ. Và rất nhiều các bạn chọn là C ở câu hỏi số 42. Và thấy rất rõ nhiều câu hỏi là C. Và các bạn có đáp khác không? Và thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta căn cứ vào nghị quyết số 29 và thấy liên quan đến mục tiêu cụ thể đối với giáo dục nghề nghiệp. Chúng thấy ở đoạn cuối nói là gì đây? Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực, kỹ thuật, công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là C này đủ. Còn cái A thì nó thấy nó thiếu cái quốc tế, còn cái B nó thiếu trong nước, còn cái D chúng ta thấy là nó không liên quan đây, liên quan đến doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp FDI. Chúng ta thấy là câu hỏi 42 là C là đúng. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp liên quan đến câu hỏi 43 là theo quyết số 29 thì đâu là mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học? A là tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nguồn nhân tài phát triển phẩm chất và năng lực tự học, làm giàu trí thức, sáng tạo học. B, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, trong đó có một số ngành trường đào tạo ngang tầm quốc tế khu vực. C, đa dạng hóa các cơ sở dục đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực ngành nghề yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế. Xin mời các em hỏi số 43. Liên quan tiếp đến nghị quyết số 29, xin mời các em. Vâng, các bạn Hằng Minh Tài D, Thu Hằng D, rất nhiều các bạn chọn là D, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn đối chiếu với cái nghị định số 29, ngay đoạn dưới mục tiêu cụ thể đối với giáo dục nghề nghiệp, chúng ta thấy có đoạn là đối với giáo dục đại học đấy, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, hàng loạt nội dung mà đã nêu ở trong đáp án. Chúng ta thấy với câu hỏi số 43 này chúng ta phải chọn là D các em nhá. Đấy, được chưa? Nằm trong mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 44 thì theo nghị quyết số 29 thì đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục thường xuyên? A, bảo đảm xóa mù chữ bền vững. B, nâng cao kỹ năng sinh tồn và phòng ngừa dịch bệnh. C, thành thạo ngoại ngữ. D, thành thạo tin học và ngoại ngữ. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 44. Vâng, cảm ơn các bạn. Thầy đã trả lời rồi ạ. Bạn Hằng Đỗ có thể nghe rõ không ạ? Câu hỏi 42 thầy đã chốt đáp án rồi nhá. Vâng, thì em nghe lại không biết. 42 đáp án là ở đây là C các em nhá. 42, tôi hỏi đâu là mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp, chúng ta phải chọn là C. Đó là bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Từ xưa bạn Hằng Đỗ, nhá, 42 là C. Được, bây giờ chúng ta đi tiếp làm câu hỏi 44, thầy xin mời các em. Được chưa? Vâng, các bạn chọn D, chọn A rất nhiều. Vâng, bạn Hằng Nga trả lời giúp là 42 là C. Cảm ơn em. Chúng ta đi tiếp vào các bạn đây và 4 và 44 A C rất nhiều. Thì đối chiếu A C đây chúng ta thấy rất rõ vẫn nằm trong cái nghị định số 29 là nghị quyết số 29 thôi. Cái này chúng ta thấy dành cho giáo dục thường xuyên, người ta có đoạn đấy tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề, bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Thì chúng ta thấy là các đáp án đưa ra ở đây cái B C nó không có trong cái mục tiêu cụ thể của thường xuyên mà chỉ có nội dung là gì? Bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Chúng ta thấy là 44 là A các em nhá. Chúc mừng các em đáp án 44 là A. Chúng ta xong các câu hỏi liên quan đến nghị quyết số 29. Bây giờ chúng ta đi tiếp liên quan đến quyết định số 16 liên quan về đạo đức nhà giáo. Thì có câu hỏi từ câu hỏi 45, chúng ta sẽ nắm và học như sau. Theo điều 6 quyết định số 16/2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta thấy quy định về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo thì có mấy yêu cầu? A có 8 yêu cầu, B có 9 yêu cầu, C có 10 yêu cầu và D có 11 yêu cầu. Thầy xin mời các em liên quan đến quy định số 16 về quy định về đạo đức nhà giáo mà nằm ở điều 6. Thầy xin mời các em.
Mời các em ạ. Vâng, các bạn là 4 năm chọn là D rất nhiều. Các bạn khác thì sao? Bạn Hồng Nhung, bạn Huyền Còi, bạn Minh Tài. À, các bạn khác vâng, Thu Hằng. Vâng, Hằng Đỗ là B, đúng không ạ? Vâng. Các bạn khác vâng, Thắm Trần là D. Thì chúng ta xem mở cái điều 6 của quy định 16 về đạo đức nhà giáo thì chúng ta thấy là ở đây có các nội dung: một là không lợi dụng chức vụ quyền hạn, hai không gian lận thiếu trung thực trong tập, ba không trù dập chèn ép thái độ thiên vị, bốn không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự nhân phẩm người học, năm không tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định, sáu không hút thuốc lá uống rượu bia, bảy không sử dụng điện thoại di động, tám là không gây bừa phái, chín là không được sử dụng bục giảng nơi tuyên truyền, 10 là không trốn tránh trách nhiệm thoái thác nhiệm vụ, và 11 là không tổ chức tham gia hoạt động liên quan tệ nạn xã hội. Chúng ta thấy đáp án ở câu 4-5 là phải là D. Nghĩa là điều 6 này có 11 yêu cầu như thầy đã trao đổi với các em. Chúc mừng các em có đáp án là D. Và bạn Nguyễn Hương là chưa làm được, đúng không ạ? Thì liên quan đến cái này nó là thông liên quan đến đạo đức, quy định và đạo đức của nhà giáo, đúng không ạ? Nằm trong cái quy định số 16. Thì nếu em tham gia các lớp học của thầy thì cái nội dung này thầy đã giảng rất kỹ, đúng không ạ? Và có cái bài tập thực hành thì các bạn đã học thì chắc làm được thôi, đúng không ạ? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 46. Thì theo quyết định số 16 của Bộ Giáo dục quy định thì ở chương 2 có những quy định nào về đạo đức nhà giáo? A. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong, giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. B. Phẩm chất chính trị, lối sống tác phong, giữ gìn truyền thống đạo đức nhà giáo. C. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Và D. Đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong, giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Thầy xin mời các em vào câu hỏi 46. Ta xem nội dung ở chương 2 em nhé. Xin mời các em ạ. Vâng, ông người trắng là 46A, Minh Tài 46A, Thu Hằng 46A và Hà lúc kia 46D. Và bạn Hằng Nga này hỏi là 40 năm là gì ạ? Ý em hỏi là đáp án hay gì? Chúng ta làm ơn nói rõ. Thì quay trước là em hỏi đáp án. 4 năm chúng ta nhớ là gì? Về câu hỏi điều 6 theo quy định về đạo đức nhà giáo thì chúng ta thấy là có mấy yêu cầu. Thì em nhớ cho thầy đáp án là D, 11 yêu cầu bạn nhá. Được chưa? Em nghe rõ chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 46. Thì chúng ta thấy các bạn chọn là A rất nhiều. Vâng, chào bạn Hoa Tùng, bạn Trần Hậu Lam đã tham gia. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây đáp án ở câu 46 là phải là A em nhá. Chúng ta căn cứ ở chương 2 thì chúng ta thấy rất là rõ. Ở điều 3 chúng ta thấy bắt đầu từ điều 3 người ta nói về phẩm chất chính trị, ở điều 4 nói về đạo đức nghề nghiệp, điều 5 nói về lối sống tác phong và điều 6 nói về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Thì đấy, chúng ta thấy cái đáp án A nó đầy đủ nhất ở đây đưa ra. Chúng ta thấy là với câu hỏi số 46 thì đó là A. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 47. Theo quy định số 16, chúng ta thấy là đâu là quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo? A. Là tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác, có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng. B. Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành. C. Cả A và B đều đúng, D. Cả A cả B đều sai. Thầy xin mời các em vào câu hỏi số 47 liên quan đến quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Xin mời các em ạ. Vâng, thầy đã trả lời đáp án ở câu hỏi trước cho Hằng Nga rồi nhá. Vâng, được chưa ạ? Vâng. Và bạn anh ta 47 là C, bông cải trắng là C. Trong trường hợp em hiện tại chưa nghe được thì vâng, chúng ta thể tua lại hoặc là sau đó nghe lại. Chắc thầy nghĩ các em cần đáp án để chúng ta đối chiếu. Vâng, thì các em cứ hỏi, thầy sẽ trách nhiệm trả lời các em. Vâng, khoảng 47 thì em chọn án C là rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta cái này để trả lời xem đúng là C hay không thì chúng ta căn cứ ở khoản 1, khoản 2 của điều 4 về đạo đức nghề nghiệp. Thì chúng ta thấy là rất là rõ ở đây đáp án là C là chính xác, ta căn cứ vào khoản 1, khoản 2
của điều 4 em nhá, thì chúng ta thấy là rất là rõ về các quy định này. Đã thỏa mãn được đáp án thì chúng ta thấy là đáp án câu 47 là C. Chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 48 thì chúng ta học chuyển sang thông tư số 20 và 2018. Thì chúng ta câu hỏi là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là gì? A. Giáo viên cơ sở phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt. B. Hiểu biết về tình hình giáo dục, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt. C. Có uy tín trong tập thể nhà trường, có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. Và D. Tất cả đã trên đều đúng. Để xin mời các em liên quan thông tư 20 em nhé. Và về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Xin mời các em. Và xin mời các em hỏi 48 ạ. Người cố gắng còn hơn chút câu nữa là chúng ta hoàn thành thôi. Và các bạn chọn là D rất là nhiều, đúng không ạ? Thì thông tư 20 chúng ta sẽ xem và đối chiếu ở đây. Chúng ta sẽ căn cứ vào khoản 9, đúng không ạ, của điều 3 về liên quan giải thích từ ngữ. Chúng ta thấy có liên quan đến khái niệm về giáo viên cơ sở giáo phổ thông cốt cán. Và thì chúng ta thấy thỏa mãn chính cả ba nội dung mà ABC đưa ra. Từ A là mà thầy đã đọc rồi đấy. Chúng ta thấy như vậy là 48 này chắc chắn là D các em nhé. Chúc mừng các em ăn là D ở khoảng 48, căn cứ ở khoảng 9 điều 3 được chưa? Chúng ta đi vào khoảng 49 thì chương 1 của thông tư số 20 có bao nhiêu điều? A 2, B 3, C 4, D 5. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 49. Mời các em, cảm ơn các em đã trả lời là D ở câu hỏi số 48. Chúng ta đi làm tiếp hỏi số 49 các em nhé. Và bạn bông cải sáng rất nhanh là 49B và Hoàng Minh Tài 49B, Huyền Khoai 49B, đúng không ạ? Và Hằng Nga 49B, xin mời các bạn hôm nay ạ. Thì chúng ta thấy cái thông tư 20 này ở chương 1 là những quy định chung, thì chúng ta thấy là nó có ba điều em nhé. Điều 1 là chúng ta thấy là gì ạ? Là về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đúng không ạ? Điều 2 là mục đích ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Và điều 3 là gì? Giải thích từ ngữ. Thì chúng ta thấy đáp án đây ở chương 1 là B, có 3 điều nhé. Chương 1 của thông tư số 20 là có 3 điều. 49 là B, xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 50. Vẫn là liên quan đến thông tư số 20. Câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là theo thông tư số 20 thì có bao nhiêu tiêu chuẩn và tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên? A. 5 tiêu chuẩn, 10 tiêu chí. B. 10 tiêu chuẩn, 5 tiêu chí. C. 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí. Và D. 5 tiêu chuẩn và 5 tiêu chí. Để xin mời các em hỏi 50 liên quan đến thông tư. Xin mời các em. Mời các em ạ. Vâng, các bạn 50 chọn là C rất là nhiều, đúng không ạ? Còn khác thì sao ạ? Thì cái này chúng ta biết rõ, chúng ta xem các nội dung quy định liên quan chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy nó đầu từ điều 4, đúng không ạ, đến điều 8. Và chúng ta thấy là như vậy là thấy là đầu tiên là có 5 tiêu chuẩn từ điều và còn trong mỗi tiêu chuẩn thì có các tiêu chí tổng hợp, thì chúng ta thấy là có 15 tiêu chí em nhá. Thì chúng ta thấy đáp án ở câu hỏi số 50 này là phải là C, đúng không ạ? 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, được chưa ạ? Hỏi 50 là C. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 51. Chúng ta sẽ liên quan đến thông tư số 03 2019 của Bộ Nội vụ. Câu hỏi đặt ra điểm mới của điều 6 về xét chuyển chức danh nghề nghiệp của thông tư số 03 2019 của Bộ Nội vụ là gì? A. Là viên chức được bố trí sang vị trí làm mới có yêu cầu về chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng và cùng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đã đảm nhiệm. B. Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu về chức danh nghề nghiệp
khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm. C, cả A và B đều đúng, D, cả A cả B đều sai. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 51 liên quan đến thông tư số 03/2019. Xin mời các em. Mời các em ạ. Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn chọn là B rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta tại sao chọn là B? Với câu hỏi này chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì? Câu 51 là chọn là B. Thực ra cái nội dung A thì nó không thay đổi nhiều đâu. Chúng ta thấy nó sai ở đây là có chữ từ hoặc, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái trên là họ cho từ và. Thì là sai, mà đúng ra phải là hoặc mới là đúng. Liên quan đến yêu cầu chức danh nghề nghiệp cùng hạng hoặc cùng yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo. Còn cái trên cái A chúng ta thấy là gì? Là chữ và thì là chưa đúng, tôi nhớ phải hoặc em nhé. Như vậy 51 là phải là B. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 52 vẫn liên quan thông tư số 03/2019. Thì câu hỏi là căn cứ vào tính chất đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp và điều kiện của đơn vị, rồi ngành lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và cơ quan đơn vị phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại đâu? A là điều 30 của định số 29/2012 của Chính phủ. B khoản 14 điều 2 của nghị định số 161/2018. Và D là C, cả A và B đều đúng, D cả A cả B đều sai. Thì xin mời các em làm câu hỏi 52. Xin mời các em ạ. Vâng. Thì các bạn đã chọn C rất nhiều câu hỏi 52. Các bạn khác thì sao ạ? Xin mời các em ạ. Thì cái này chúng ta có thể căn cứ vào điều 8 em nhé, về căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp ở thông tư 03/2019, chúng ta sẽ trả lời ở đây là C. Họ sẽ căn cứ vào hai quy định tại điều 30 của nghị định số 29 và khoản 14 của điều 2 nghị định 161 em nhé. Thì chúc mừng các em mà câu hỏi 52 là C, được chưa? Và rất tuyệt vời, ok chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 53, vẫn là câu hỏi về thông tư số 03/2019. Thì cơ quan nào sẽ có ý kiến về nội dung đề án thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với loại A3, nhóm A3.1 và nhóm A3.2? A là Chính phủ, B Bộ Nội vụ, C Bộ Giáo dục và Đào tạo và D tất cả đáp trên đều đúng. Thì xin mời các em vào câu hỏi số 53 liên quan đến thông tư số 03 em nhé. Vâng. Xin mời các em ạ. Mời các em ạ. Vâng. 53 là B, các nhiều rất nhiều các bạn đưa ra Lương Hồng, rồi Thắm Trần, Công Cải Trắng, Hằng Nga, đúng không ạ?
thì đối chiếu để ra án là BEC hay là A hay là D, ta thấy là chúng ta thấy nằm rất rõ ở nội dung ở điểm A khoản 2 của điều 12 về tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thì chúng ta thấy là phải sau khi mà có ý kiến của Bộ Nội vụ nhé về nội dung đề án thi chức danh nghề nghiệp, thì chúng ta thấy đáp án đây nó phải đáp án là B, là Bộ Nội vụ câu 53 em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 54. Vẫn theo thông tư số 03/19 thì sau khi có ý kiến Bộ Nội vụ về nội dung thi hoặc đề án thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, A sẽ là người thành lập hội đồng thi hoặc xét chức danh nghề nghiệp, A là Thủ tướng Chính phủ, B Bộ trưởng Bộ Nội vụ, C người đứng đầu ở Bộ Quản lý chức danh nghề nghiệp, viên chức chuyên ngành, và D tất cả trên là đúng. Xin mời các em câu hỏi 54. Ta cố gắng lên ạ. Và chúng ta còn 55, 56, 57, 58, 59, 60, còn 6 câu nữa thôi. Và xin mời các em sau khi làm xong hỏi 54. Và các bạn chọn C rất nhiều đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn căn cứ ở cái điểm A khoản 2 của điều 12, nó thấy có đoạn nó thấy rõ là người đứng đầu các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp, viên chức đúng không? Chuyên ngành, thành lập hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đó, thì chúng ta thấy rất rõ là đáp án ở đây là C các em nhá, 54 là C. Xin chúc mừng các em. Và xong các nội dung câu hỏi của thông tư số 03. Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi 55 liên quan về nội dung của luật viên chức 2010 các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 55 là trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức trong thời gian bao nhiêu ngày? A là thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, B thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 20 ngày, C trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. D cả A và C đều đúng. Thì xin mời các em ở câu hỏi 55. Xin mời các em ạ. Và xin mời các em ạ. Vâng, các bạn Hoàng Minh Tài chọn D 55 đúng không ạ? Bông vải trắng là 5, các bạn chọn D rất nhiều. Thì tại sao chọn D? Chúng ta phải căn cứ ở đây ở cái khoản 1 điều 54, người ta nói là gì? Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Thì với nội dung như thế thì chúng ta thấy đáp án chắc chắn ở đây phải là D, liên quan đến cái thời hạn kỷ luật người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập tạm đình chỉ công tác của viên chức trong thời gian bao ngày, thì chúng ta thấy là nó đây phải cả A và C, nó phải đủ là A là thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, nhưng trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Như vậy 5 năm là D các em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 56 là dưới đây nội dung nào không có trong việc đánh giá viên chức, trong việc đánh giá viên chức và xem nội dung nào đây ạ. A là kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, B việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, C là kết quả đánh giá nhận xét của tổ chức chính trị xã hội mà viên chức đó là thành viên, D việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. Xin mời các em ở câu hỏi số 56 liên quan đến cái việc mà xem nội dung là ở đây không có nằm trong việc đánh giá viên chức các em nhé. Xin mời các em ở câu hỏi 56 ạ. Và các bạn chọn C rất nhiều đúng không ạ? Có bạn chọn D, Hồng Nhung chọn D chẳng hạn. Thì chúng ta thấy này, chúng ta căn cứ vào cái điều 41 của luật viên chức về nội dung đánh giá, thì chúng ta thấy là nội dung cái A đây chính nội dung đầu tiên, kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết. Thứ hai là việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp thì chúng ta thấy rõ rồi. Và cái D thì chúng ta thấy là việc thực hiện các nghĩa vụ khác thì chúng ta thấy đúng không ạ? Và chúng ta thấy không có ở đây chính là gì ạ? Chính là cái C, kết quả đánh giá nhận xét của tổ chức chính trị
chính xã hội và viên chức đoàn thành viên. Như vậy thấy là ô 56 là C em nhá. Đây chính là nội dung không có trong đánh giá viên chức. Chúng ta đi vào câu hỏi 57. Là trường hợp nào dưới đây viên chức quản lý không được xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm? A là không đủ sức khỏe, B không đủ uy tín năng lực, C theo yêu cầu nhiệm vụ và D đã bị xử lý kỷ luật. Để xin mời câu hỏi 57, xin mời các em. Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn 57 chọn là bông hải trắng là C. Ông Dung 57D. Vâng, D, C rất là nhiều ở đây. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy với câu hỏi, chúng ta thấy là nội dung ta xem ở điều 38 thì thấy rất là rõ, đúng không ạ? Ta thấy là nội dung ở D là đã bị xử kỷ luật là không đúng, đúng không ạ? Có 3 trường hợp là gì? Không đủ sức khỏe, không đủ năng lực uy tín và theo yêu cầu nhiệm vụ. Ta thấy liên quan đến cái việc mà viên chức không được xin thôi giữ chức quản lý hoặc được miễn nhiệm. Ta thấy là đã 57 là D là đã bị xử lý kỷ luật các em nhá. Chúng ta thấy là 57 phải là D. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 58 là hình thức đào tạo bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức? A là đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý, B bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, C đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức và D bồi dưỡng nhằm bổ sung cập nhật kiến thức kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. Để xin mời các em câu hỏi 58 liên quan hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Và xin mời các em ạ. Xin mời các em ạ. Xin mời các em trả lời câu hỏi 58. Vâng, các bạn chọn xe rất nhiều, huyền còi, đúng không ạ? Rồi ma sứ, rồi rất xe rất nhiều. Thì chúng ta căn cứ này thôi, rất rõ, chúng ta căn cứ vào nội dung ở khoản 3, điều 33 về chế độ đào tạo bồi dưỡng viên chức, về các hình thức đào tạo bồi dưỡng viên chức. Thì chúng ta thấy là cái nội dung mà không có ở đây chính là đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức. Chúng ta thấy là 58 là C, là ăn chính xác nên là nội dung này không quy định đối viên chức được chưa? Đấy, tập cá nhân. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 59. Thì theo luật viên chức 210 có mấy phương thức tuyển dụng viên chức? A 1, B 2, C 3, D 4. Để xin mời các em. Và thầy cũng nhắc các em sau câu hỏi 59 chúng ta chỉ còn một câu nữa là kết thúc là câu hỏi 60. Vì vậy rất mong các em tổng hợp dần kết quả và sau đó báo lại cho thầy về kết quả. Báo cáo quả xong thì thầy sẽ dành thời gian đối soát và thầy sẽ gửi thông báo với kết quả các em có thành tích tốt, đúng không ạ, và gửi cái thẻ Viettel dành cho các em. Thầy nhắc lại một lần nữa cho với các em nhé. Và xin mời chúng ta trả lời câu hỏi 59. Và xin mời các em ạ. Vâng. Các bạn chọn là B, khoảng 59 rất nhiều. Vâng, chúng ta thấy chúng ta căn cứ vào ở đây ở điều 23 đó là việc tuyển dụng viên chức sẽ thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Thì chúng ta thấy rõ rồi, đây chính là hai hình thức mà sắp tới như Hà Nội chúng ta thấy sẽ áp dụng là xét tuyển với 8 quận huyện. Và hình thức hai là thi tuyển đối 23 quận huyện còn lại. Chúng ta thấy đáp án này là B. Nhớ có hai phương thức tuyển dụng viên chức, đó là thi tuyển và xét tuyển, được chưa? Hai này. Một là xét tuyển, hai là thi tuyển, được chưa? Chúng ta đi làm câu 60, câu hỏi cuối cùng của bộ đề trong ngày hôm nay. Thì thầy nhắc lại lần nữa, trước khi làm câu hỏi 60, các em nhớ tích lại số câu mà chúng ta đã trả lời đúng sau khi thầy đọc đáp án, rồi sau đó trung thực báo lại cho thầy và thầy sẽ có phần đối soát, kiểm tra các nội dung anh làm và ngày sáng ngày mai thầy sẽ công bố
các bạn trúng thưởng và gửi thẻ Viettel tới cho các em nhé. Thì rất mong các em nắm rõ nội quy. Chúng ta đi vào câu hỏi 60. Đó là khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc tuyển dụng viên chức. A là bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. B bảo đảm tính cạnh tranh. C tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Và D không đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi xin mời các em một câu hỏi 60. Và các bạn chọn D rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta thấy chúng ta phải có căn cứ, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái việc thấy với ta thấy để trả lời câu này chúng ta sẽ căn cứ vào điều 21 về nguyên tắc tuyển dụng mà thầy đã khái quát cho các em thành công thức, đó là 2BTDU, đúng không ạ? 2B đây chính là bảo đảm công khai minh bạch, rồi B thứ hai bảo đảm tính cạnh tranh. Thì chúng ta thấy là ở trong đáp án này cũng đã có rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rồi tiếp là T chính là tuyển chọn, đúng không ạ? Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Còn D chính là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đúng không ạ? Và ư chính là ưu tiên người có tài năng. Tuy nhiên cái ư này thì không nêu ở trong cái đề này, mà người ta có cái phần mà là D thì đây người ta nói là chữ không đề cao thì nó không đúng, đúng không ạ? Đúng nha, phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị công lập. Như vậy đáp án câu 60 là D. Chúc mừng các em. Câu hỏi cuối cùng đã chọn A đúng là D. Thì bây giờ xin mời các em nhanh chóng tổng hợp kết quả và gửi lại cho thầy. Trong trường hợp mà các em chưa tổng hợp được thì các em có thể sau khi đếm đúng các câu trả lời trung thực báo lại cho thầy, nhắn lại cho thầy và thầy sẽ đối soát trong đêm nay và sáng mai sẽ gửi kết quả thông báo tới các em và gửi cái các thẻ Viettel dành cho các bạn có nhiều câu trả lời đúng nhất trong 60 câu. Thì có lẽ buổi live stream tối nay có thể kết thúc ở đây được chưa ạ? Thì thầy tóm lược lại là hôm nay thầy đã trao đổi đầu tiên về các nội dung mà các thông tin liên quan về kỳ thi cũng như các cái văn bản. Đồng thời là thầy đã trao đổi chi tiết dành cho các bạn Lào Cai thi về cái thông tư số 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Chúng ta nhớ cái thông tư này thì có 3 chương và 14 điều thì thầy trao đổi kỹ cho các em. Đồng thời chúng ta đã làm cái bộ đề 60 câu mà thầy đã gửi cho các em, đặc biệt là các nội dung liên quan đến luật giáo dục. Thì trong bộ đề tới 40 câu liên quan bộ luật giáo dục, đúng không ạ? Cũng như các câu hỏi liên quan nghị định số 29, đúng không ạ? Rồi câu hỏi liên quan đến luật viên chức 2010, rồi các câu hỏi về thông tư 20, rồi liên quan đến về quy định số 16 về đạo đức nhà giáo, và chúng ta đấy để giúp các em, rồi thông tư 20 liên quan đến ban hành, chúng ta thấy các nội dung của về chuẩn nghề nghiệp đấy, chúng ta thấy đã được học rồi. Thì chúng ta thấy các nội dung mà các em cũng được ôn, đặc biệt là các bạn đã đăng ký học khóa học online của thầy. Thì các buổi live stream này trên nhóm tài liệu thi viên chức thì thầy vẫn định kỳ trao đổi với các em vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần. Còn các em mong muốn được học hỏi thêm các nội dung chi tiết để làm rõ hơn, nhớ các keyword như thực hành các bài tập, thì các em có thể vui lòng đăng ký cái khoa học của thầy và thầy ưu đãi các em khi các em tham dự buổi live stream tối hôm nay cũng như share buổi live stream này, thì học phí các em chỉ còn 400.000 cùng kết hợp thầy sẽ gửi bộ tài liệu sau khi có giới hạn cùng địa phương. Để còn trong trường hợp các em có ai đó trường hợp khó khăn thì có thể gửi tin nhắn riêng và đề xuất với thầy, thầy có thể là giảm hoặc là miễn toàn bộ khoa học dành cho các em. Một lần nữa rất là cảm ơn các em đã tham gia buổi học live stream tối nay. Chúc các em luôn mạnh khỏe và có những nhiều điều mới trong ngày mới. Và liên quan đến kết quả thì thầy nhắc lại là thầy sẽ các em gửi kết quả nhá, và thì thầy sẽ đối soát và sẽ công bố kết quả vào sáng mai của đường ngoại để nó chính xác hơn. Và thì các bạn đã gửi kết quả đây rồi, chỗ hàng Nga là 5360, đúng rồi, hàng Đỗ 5060, bạn Minh Tài 5860, bạn Huyền Còi nào và chưa nói kết quả bạn Bông Gạch Trắng 4760. Thì thực ra cái kết quả cái phần thưởng này chỉ là một phần nhỏ thôi, mang tính động viên khích lệ các em thôi chứ không phải đánh giá gì nó quá lớn cả. Và cảm ơn bạn Hồng Nhung, hy vọng chúng ta sẽ có những buổi học và thú vị tiếp theo, đặc biệt em khi em đã vào lớp rất là cảm ơn các em. Bạn Huyền Còi 5960,
những kết quả này thì thầy tạm chấp nhận và thầy sẽ đối soát lại nhá, để cho chính xác, đảm bảo công bằng cho các em. Bạn Thắm Trần là 58/60, rất là chúc mừng các em. Và một lần nữa cảm ơn các em đã tham dự buổi livestream. Chúc các em luôn mạnh khỏe và nỗ lực quyết tâm để sao đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới. Thầy hứa thầy sẽ đồng hành với các em. Cảm ơn các em rất nhiều. Chào và tạm biệt các em. Chúc các em ngủ ngon.